Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 17. Vương Như Yên, Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh vốn không có ý nói chuyện. Phong Cửu U làm sao so được với sư phụ bọn họ. Vốn không cùng một cấp bậc. Trong đám người, cậu ta từ chối. Diệp Cấm Thành há hốc mồm, mất đi năng lực suy nghĩ. Diệp Như Ca cũng không tưởng tượng nổi, ông nội, theo như lời ông nói, thân phận của Tiền Bối Phong rất kinh khủng hả? Trở thành đệ tử của Tiền Bối Phong là có thể một bước lên trời. Diệp Bắc Minh sao lại từ chối chứ? Sao lại từ chối? Diệp Cấm Thành có chút choáng váng, cái này, ông nội cũng không hiểu nổi. Mấy người của thế gia lớn Long Đô cũng sững sờ. Ngụy Yên Nhiên toàn thân cứng ngắc, vô cùng căng thẳng. Tô Mạc Già cũng vì lo lắng cho tiểu sư bá. Các võ giả ở đây còn tưởng rằng mình nghe lầm. Hội trường an tĩnh đáng sợ. Không ai dám cười. Càng không ai dám bàn bạc. Người vui mừng nhất không ai bằng Miyako Aiko. Ban đầu Diệp Bắc Minh khiêu chiến ba trọng tài, cô ta tưởng rằng Diệp Bắc Minh chết chắc rồi. Sau đó Diệp Bắc Minh trong nháy mắt giết ba trọng tài, thiếu chút nữa dọa cô ta vỡ tim. Sau đó, lại đắc tội với đoàn trọng tài, chọc giận hộ vệ đội chấp pháp. Miyako Aiko lại cho rằng Diệp Bắc Minh chết chắc. Ai biết được Phong Cửu U mở miệng đảm bảo, muốn thu nhận Diệp Bắc Minh làm đệ tử. Nhưng, Diệp Bắc Minh lại một lần nữa tìm chỗ chết. Ba chìm bảy nổi. Xuất sắc. Con mẹ nó thật xuất sắc. Miyako Aiko thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, đáng tiếc, anh vẫn phải chết. Đúng là ngu xuẩn. Phụ hoàng tôi sao có thể chết trong tay loại người như anh chứ? Miyako Aiko rất buồn. Đột nhiên, Khương Đông Tân mở miệng phá tan bầu không khí, Phong Minh Chủ, cái này không liên quan đến chúng ta, là Diệp Bắc Minh mở miệng từ chối ông. Đương nhiên, ông thân là Minh Chủ trước, lời nói ra như nước hắt đi. Bây giờ cũng không thể thu hồi được. Tưới thêm dầu vào lửa. Lão giả này rất xấu xa. Trong miệng ông ta, Phong Cửu U đã trở thành Minh Chủ đời trước. Không sai, Phong Minh Chủ, ông nhất ngôn cửu đỉnh, cũng không thể đổi ý. Là Diệp Bắc Minh từ chối ông, không liên quan đến chúng tôi đâu. Mấy trọng tài cười khẽ. Phong Minh Chủ, Diệp Bắc Minh cũng đã từ chối ông rồi, chẳng lẽ ông còn muốn cưỡng ép thu nhận hắn làm đệ tử? Không đến nổi, không đến nổi, lão giả đầu chọc vỗ bắp đùi. Ông ta lo lắng Phong Cửu U sẽ cưỡng ép nhận Diệp Bắc Minh làm đệ tử. Đồng thời, cũng lo lắng Diệp Bắc Minh kịp phản ứng, hối hận. Lại bái Phong Cửu U làm thầy. Lời vừa nói ra, tương đương với chặt đứt tất cả khả năng. Hừm. Phong Cửu U hừ lạnh một tiếng như sấm. Một luồng uy thế võ thánh khủng khiếp trong nháy mắt bao phủ. Tất cả âm thanh lập tức biến mất, chỉ còn lại giọng nói của Phong Cửu U tốt, rất tốt. Diệp Bắc Minh, nếu cậu không muốn, lão phu cũng không miễn cưỡng. Cậu tự thu xếp ổn thỏa đi. Phong Cửu U trực tiếp đứng dậy, xoay người rời đi. Dứt khoát. Ông ta cũng không còn mặt mũi ở lại. Đến khi Phong Cửu U xoay người rời đi. Người đâu? Lão giả đầu chọc kia giận dữ quát lên, còn người ông ta lạnh băng, Diệp Bắc Minh coi thường quy định của Đại hội Võ Đạo, tùy tiện ra tay. Bắt lại cho tôi. Ba mươi mấy thành viên hộ vệ đội chấp pháp đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Gần như ra tay cùng lúc, xông về phía Diệp Bắc Minh trên võ đài. Giây tiếp theo. Một giọng nói lạnh băng truyền ra, các người thật sự dám động vào sư đệ của tôi. Liễu Như Khanh quát lớn, các chị em, giết không tha. Rõ, thất sư tỷ. Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Lục Tuyết Kỳ đồng loạt ra tay. Diệp Bắc Minh còn nghĩ có cần trợ giúp hay không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở miệng, nhóc con, không cần thiết. Bốn người phụ nữ này mạnh hơn cậu nhiều. Mí mắt Diệp Bắc Minh nhướng mạnh. Kinh ngạc nhìn bốn sư tỷ ra tay. Ba mươi mấy hộ vệ đội chấp pháp giống như hổ gián. Một thành viên hộ vệ đội chấp pháp xông lên. Hừm. Lục Tuyết Kỳ hừ lạnh. Xoay eo, tay ngọc dùng lực vỗ xuống. Sức mạnh cuồng bạo bộc phát, khí ngút trời. Đầu người này nổ tung. Liễu Như Khanh rút một thanh kiếm mềm bên hông, nhảy từ trên võ đài xuống, giết đám người này. Cửu sư tỷ Hoàng hậu Hồng Đào lật cổ tay, lấy ra mấy quân bài poker. Rắc 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 rắc. Bài poker bay ra, còn kinh khủng hơn miếng sắt,
chém vỡ yết hầu thành viên hộ vệ đội chấp pháp. Chưa đến 3 phút ngắn ngủi, 30 mấy cao thủ từ võ tôn sơ kỳ đến trung kỳ chết toàn bộ. Cái này, sao có thể? Mấy trăm ngàn võ giả đều cảm thấy da đầu tê dại. Cảnh này quả thật làm người có mặt ở đây kinh hãi. Bốn người phụ nữ này có thực lực gì? Diệp Bắc Minh nhìn bốn sư tỷ, trong con người có niềm vui bất ngờ. Nhiều hơn chính là bất ngờ, bốn sư tỷ, các chị giấu em khổ quá đi à. Ban đầu khi còn ở sư môn, các chị rõ ràng không phải đối thủ của em. Liễu Như Khanh mặt đầy cương triều, không phải là vì các chị không đánh em đó sao? Vương Như Yên cười nói, tiểu sư đệ, thiên phú của em quả thật lợi hại hơn các chị. Thực lực các chị mạnh hơn em là bởi vì các chị bắt đầu tập võ từ 5-6 tuổi. Mà em mới chỉ tập võ chừng 5 năm mà thôi, nếu em giống như các chị, chắc chắn sẽ mạnh hơn các chị nhiều. Diệp Bắc Minh cười gật đầu. Đều là sư tỷ của mình, chắc chắn là càng mạnh càng tốt. Sư tỷ càng mạnh, anh càng có thể muốn làm gì thì làm. Khương Đông Tân và lão giả đầu chọc trao đổi ánh mắt với nhau. Nhân lúc Diệp Bắc Minh và mấy sư tỷ đang nói chuyện, bọn họ lén rời đi. Con người Diệp Bắc Minh trầm xuống, các người muốn đi đâu? Soạt, một luồng sát ý lạnh như băng trong nháy mắt phong tỏa mấy người. Khương Đông Tân dừng lại nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, mày còn muốn làm gì nữa? Các người giết hộ vệ tiểu đội chấp pháp Long Quốc, chẳng lẽ ngay cả người hộ vệ gia tộc chúng tôi cũng muốn giết, lão giả đầu chọc trầm giọng nói. Lôi hộ vệ gia tộc ra tạo ra áp lực. Ha ha ha, chúc mừng các người, đoán đúng rồi. Diệp Bắc Minh dứt khoát gật đầu, không sai. Tôi quả thật muốn giết hết các người. Phách lối. Ngông cuồng. Kiêu căng ngút trời. Cái gì? Lão giả đầu chọc sợ hết hồn, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Không dám chống lại chính diện với Diệp Bắc Minh. Khương Đông Tân ngây người, mày nói cái gì? Ông ta còn tưởng mình nghe lầm. Mẹ kiếp. Trước mặt mọi người lại nói ra những lời này. Con mẹ nó ngay cả giả bộ cũng không được. Soạt. Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm đoạn long, trực tiếp ra tay. Giả bộ cái rắm. Vừa rồi mấy trọng tài này rõ ràng còn muốn anh chết. Dù hôm nay không giết, sau này chắc chắn cũng quay lại gây phiền phức. Nếu phiền phức thì còn giải thích cái gì? Giết. Kiếm đoạn long chém xuống, một tiếng keng, kéo ra một đường kiếm khí dài mấy trăm mét. Một kiếm rơi xuống. Vừa rồi Diệp Bắc Minh một chiêu trong nháy mắt giết một võ tôn hậu kỳ. Bọn họ nào ai còn dám đấu lại? Vèo. Không chỉ là lão giả đầu chọc, những trọng tài khác của đại hội võ đạo cũng nhanh chóng lui ra. Những người ở trên đài cao lập tức chia 5 xẻ 7, hóa thành một vùng phế tích. Lão giả đầu chọc rơi ra ngoài mấy chục mét, nét mặt già nua đen lại, khí huyết quay cuồng. Một kiếm vừa rồi nếu như rơi trên người ông ta, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Lão giả đầu chọc chợt quát, Diệp Bắc Minh. Mày thật to gan. Khương Đông Quân đầu đầy bụi, ngực phập phồng kịch liệt, sắp bị làm cho tức chết, Diệp Bắc Minh, con mẹ nó, mày. Hai người liếc nhìn nhau. Liên thủ. Giết hắn. Hai người đồng loạt ra tay, chuẩn bị phản kích. Bốp. Tu La Mặt Ngọc và Liễu Như Khanh bước ra, cách không giáng một cái tát xuống. Nội kinh khủng cuốn tới. Lão giả đầu chọc và Khương Đông Tân bay rớt ra ngoài. Điên cuồng hộc máu. Sắc mặt cô ấy lạnh lẽo như một nữ vương. Bá đạo mở miệng, ai cho phép các người trả đùa. Sư đệ tôi muốn giết các người để em ấy giết là xong. Diệp Bắc Minh sửng sốt, hóa ra chúng ta không biết nói phải trái là theo di truyền. Cô, lão giả đầu chọc sắp tức chết. Trong mắt Khương Đông Tân phun ra giận dữ, gào thét nói, Liễu Như Khanh, đây là cô muốn đối địch với nhà họ Khương cổ võ sao? Nhà họ Khương tôi không phải không có cao thủ, không sợ cô đâu. Diệp Bắc Minh đã cầm kiếm giết tới, mấy người nhảm nhí quá rồi đấy. Người sắp chết còn phí lời nhiều làm gì? Xích! Kiếm khí gào thét, chém xuống. Lão giả đầu chọc hăm hở phản kháng, nhưng vô ích, bị Diệp Bắc Minh một kiếm xóa bỏ. Khương Đông Tân cười gằn một tiếng, dùng hết sức chống trả. Hai quả đấm hung hăng đánh trên mặt đất, dưới sức mạnh của hai cánh tay. Toàn thân bay lên. Đánh về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh sử dụng phù quang lược ảnh, chủ động nghênh đón. Một quyền đánh ra,
sau lưng một đường hư ảnh đầu rồng màu đỏ xuất hiện. Ngao ồ! Long đế quyết! Phụt! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Máu tươi tung tóe, Khương Đông Tân cúi đầu nhìn xuống ngực mình, một cái lỗ khủng khiếp xuyên thấu ngực, đây là sức mạnh gì thế? Sao có thể, sức mạnh của mày? Không dám tin. Lời còn chưa nói hết, cơ thể nổ tung tại chỗ, hóa thành một vùng xương máu. Mấy trọng tài khác sợ hãi bỏ chạy. Diệp Bắc Minh trực tiếp đuổi giết, nhổ cỏ tận gốc. Tổng cộng 7 người, tất cả đều bị chém chết. Lúc này, thế giới im lặng. Những người này đều là người của gia tộc ẩn thế và gia tộc cổ võ đó, bọn họ có mấy người đến từ vị trí hộ vệ gia tộc, trong tộc có võ thánh trấn giữ. Vậy mà đều bị Diệp Bắc Minh giết. Cộng thêm đám người Bùi Thiên Nhận, Khương Thất Huyền, Vân Phá Tiêu ban đầu. Tổng cộng 10 vũ tôn hậu kỳ, đều bị Diệp Bắc Minh xóa bỏ. Mấy trăm ngàn võ giả có mặt tại hiện trường đại hội võ đạo giống như hóa thành tượng đá. Mỗi người sắc mặt khó coi như ăn phải con ruồi. Minh chủ Võ Lâm Phong Cửu U đi rồi. Mười mấy trọng tài bị chém chết 10. Đại hội võ đạo lần này còn tiếp tục thi đấu được không? Lúc này, giọng nói Diệp Bắc Minh lại truyền tới, anh lạnh nhạt nhìn Miyako Aiko, đến lượt cô. Mặt đẹp của Miyako Aiko kinh hãi, anh, tôi không chọc giận anh. Diệp Bắc Minh cười, 13 người trong danh sách chết không phải do cô triệu tập sao? Cô không muốn giết tôi, báo thù cho Uy Hoàng. Anh, Miyako Aiko sợ ngây người, sao anh biết? Diệp Bắc Minh chẳng buồn trả lời. Một kiếm xóa bỏ Miyako Aiko. Nhắc đến cũng trùng hợp, người của tiểu đội sát thần được anh phân chia ra ngoài lịch luyện. Mấy thành viên tiểu đội đặc biệt tìm người đông doanh luyện tập, vừa vặn biết được tin tức, bẩm báo cho Diệp Bắc Minh. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh quay lại võ đài, nhìn khắp bốn phía. Phương Kim Minh, xếp hạng thứ 127 bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu, 69 tuổi. Tụng Bạc Thiện, xếp hạng thứ 89 bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu, 81 tuổi. Lý Kiếm Trần, xếp hạng thứ 8 bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu, 93 tuổi. Các người đều tới chứ? Đích thân tự sát, giữ lại cho các người toàn thây. Giọng nói lạnh băng truyền đến như thần chết. Xoạt! Mấy bóng người đứng dậy, chạy ra ngoài hội trường võ đạo. Tốc độ bọn họ cực nhanh. Chỉ cần rời khỏi hiện trường, Diệp Bắc Minh muốn tìm được bọn họ, giống như mò kim đáy biển. Vèo! Nhưng Diệp Bắc Minh bước ra, giống như đạn đại bác từ võ đài bắn ra. Qua mấy hơi thở liền đuổi kịp được người trong đó. Một quyền đánh ra. Bùm! Người này bị đánh thành xương máu ngay tại chỗ. Tiếp tục truy kích. Người nọ quay đầu nhìn, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện phía sau lưng ông ta cách 10 mét, còn người co rút kịch liệt. A! Một tiếng hét thảm. Diệp Bắc Minh xuất hiện trước mặt, giáng một cái tát xuống. Người thứ hai. Tốc độ của Phương Kim Minh rất nhanh, giống như một con khỉ chạy trên vách núi. Trong nháy mắt xông ra khỏi hiện trường đại hội võ đạo. Diệp Bắc Minh nhìn về phía ông ta chạy trốn, một kiếm chém ra. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng cực lớn. Có người không nhịn được nhìn sang, toàn thân run rẩy. Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một đường kiếm dài 100 mét, sâu 7-8 mét. Cuối vết kiếm, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Người thứ ba. Người thứ sáu. Người thứ 10. Tụng Bạc Thiện nhìn thấy Diệp Bắc Minh đánh tới, bị dọa sợ đến mức chân mềm nhũn. Ông ta mới là võ vương đỉnh phong, cảnh giới cũng không bằng Diệp Bắc Minh. Ông ta thấy chạy không được, liền quỳ sụp xuống, cậu Diệp, xin tha mạng. Tôi có một sản nghiệp rất lớn ở Tượng Quốc giá trị vài tỷ đô la, có thể dùng để mua mạng của tôi. Tôi làm chó của cậu, làm chó. Tụng Bạc Thiện giơ hai tay lên, hoảng sợ hét lớn, a. À, đừng. Diệp Bắc Minh như sát thần giáng xuống trước mặt Tụng Bạc Thiện. Một chưởng đánh xuống. Ầm. Người thứ 12. Người cuối cùng. Lý Kiếm Trần, đứng thứ 8 bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu, 93 tuổi. Tổng hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Long Quốc. Ở trước mặt gia tộc cổ võ và gia tộc ẩn thế, Hiệp hội Võ Đạo Long Quốc gần như là một tổ chức phế vật. Mặc dù là của chính phủ, nhưng vốn chẳng có tác dụng gì. Chẳng qua là bù nhìn thôi. Lý Kiếm Trần phong thái như tiên, con người già nua liên tục co quắp. Mặc dù ông ta ở trong bảng xếp hạng Tông Sư Á Châu chỉ là hạng thứ 8.
nhưng thực lực thật sự cũng có thể lên được bảng xếp hạng ngầm. Hội trưởng Hiệp hội Võ đạo Long Quốc đè thấp giọng, Diệp Bắc Minh, có gì muốn nói, chúng ta có thể ngồi xuống. Không cần phải như vậy, tôi xin cậu tha thứ. Diệp Bắc Minh lập tức cười, ông muốn giết mẹ tôi, còn nói gì với ông? Xuống địa ngục đi, để lão Diêm Vương tha thứ cho ông. Lý Kiếm Thần sợ đến mức con người co rút kịch liệt. Trên khuôn mặt đều là vẻ mặt khiếp sợ. Trong con người đục ngầu phản chiếu kiếm mang kiếm đoạn long bộc phát ra. Sớm biết như vậy, ban đầu tôi không nên nổi lòng tham, Lý Kiếm Trần cười bất đắc dĩ. Bùm! Thân thể Lý Kiếm Trần trong nháy mắt nổ tung, biến mất tăm. Đến đây, tất cả người trong danh sách chết đều đã đền tội hết. Chỉ còn lại Điện Huyết Hồn. Còn có ba thế lực lớn Học viện Thiên Thần, Cung Hạo Miểu, Đế Quốc Thanh Long. Sau khi chém chết Lý Kiếm Thần, Diệp Bắc Minh quay lại trên đài võ đạo, sư tỷ, mục đích của em đã hoàn thành. Trong mắt bốn sư tỷ chỉ có Diệp Bắc Minh, bọn họ rối rít gật đầu. Các cô đến đây vốn không phải để tham gia đại hội võ đạo. Chỉ là vì lo lắng cho Diệp Bắc Minh mà thôi. Về nhà, mấy người vừa rời đi. Đột nhiên, một giọng nói không cho phép người khác hoài nghi truyền tới, mấy người chờ chút. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Bốn sư tỷ cũng dừng bước. Soạt, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Ai? Ai không có mắt vậy, còn dám ngăn cản Diệp Bắc Minh? Chỉ thấy một thanh niên chậm rãi đứng lên từ trong một góc bình thường. Vẻ mặt lười biếng. Lông mày thanh tú, có chút lạnh lẽo. Sau khi trên mặt mang theo vẻ tất cả nguyện vọng đều được thỏa mãn, biểu cảm lạnh lùng chán nản. Dáng vẻ còn thanh tú hơn con gái, xem kịch hay lâu như vậy, cậu đây có chút hứng thú với các người. Anh tên Diệp Bắc Minh đúng chứ? Cậu thanh niên hất cằm chỉ vào Diệp Bắc Minh. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, ở bên cạnh tôi, làm người hầu đi. Lại nhìn bốn sư tỷ của Diệp Bắc Minh, còn bốn người các cô, làm người ở ấm giường cho tôi cũng không tệ. Mặt đẹp của Khương Như Yên trầm xuống. Hoàng hậu Hồng Đào cười lạnh. Mặt đẹp của Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng. Con người của Liễu Như Khanh lạnh như băng. Diệp Bắc Minh cũng không nói gì, một luồng sát khí ngút trời, bộc phát ra từ trong cơ thể của anh. Bù! Mọi người khiếp sợ phát hiện, trên người Diệp Bắc Minh lại hiện lên huyết quang đỏ tanh. Giống như ngọn lửa đang bùng cháy. Sát khí. Lại là sát khí. Phải giết hại bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ ra sát khí kinh khủng như vậy. Sau lưng cậu thanh niên có hai lão giả đang đứng. Như vực sâu không thấy đáy, sâu không lường được. Một lão giả trong đó cười nói, thiếu gia, xem ra con kiến này tức giận rồi. Cậu thanh niên xua tay. Vậy thì cắt đứt tứ chi của hắn, xem hắn. Hử, càng tức giận hơn đúng không? Ha 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 ha. Con người Diệp Bắc Minh lạnh băng đến cùng cực, tháp càn khôn chấn ngục, đây là hai võ thánh. Tháp càn khôn chấn ngục trả lời, á thánh, vẫn chưa hoàn toàn thành thánh. Diệp Bắc Minh lạnh như băng nói, tháp càn khôn chấn ngục, cho tôi mượn sức mạnh. Dùng một nửa nội lực của tôi, bộc phát ra toàn bộ. Vèo. Giây tiếp theo. Diệp Bắc Minh lại chủ động đánh ra, giống như hỏa tiễn từ trên võ đài xông đến. Giơ tay lên, kiếm khí ngưng tụ. Con người đám người đàn ông trẻ tuổi co rút kịch liệt. Bởi vì hắn nhìn một đường kiếm khí hủy diệt chém ra trong kiếm đoạn long đang điên cuồng ngưng tụ. Tim hắn như sắp nổ tung. Diệp Bắc Minh này tới thật. Cậu thanh niên đứng phát dậy, láo xược. Mày, dừng tay, bọn tao đến từ Côn Luân Khư. Tao là hoàng tử một nước. Mày biết ra tay với tao có ý nghĩa gì không? Côn Luân Khư. Võ giả tại chỗ kinh hãi. Một vào võ giả tuổi tác khá cao lộ ra vẻ mặt quả nhiên là như vậy. Diệp Bắc Minh thờ ơ. Côn Luân Khư là thứ rác rưởi gì vậy? Sư tỷ là vảy rồng của anh. Khoảnh khắc người đàn ông trẻ tuổi này mở miệng đã là một người chết. Quan tâm gì đến thân phận của mày? Chỉ có một chữ, chết. Thương Long Trảm. Kiếm khí như núi lớn chém xuống. Đất rung núi chuyển. Khán đài trực tiếp biến mất, xuất hiện lỗ hổng hình chữ V cực lớn. Không chỉ là đoàn người của cậu thanh niên, ngay cả một vài võ giả gần đó cũng theo đó bị một kiếm xóa bỏ. Hai á thánh ngay cả sóng cũng không nổi lên được. Thời gian định cách. Hiện trường giống như màn hình điện ảnh được nhấn tạm ngừng. Mẹ kiếp. Khóa mắt mọi người co quắp, con người nảy sinh chấn động.
tóc gáy toàn thân dựng đứng. Con mẹ nó vẫn còn có người có thể bộc phát ra loại lực sát thương này. Đám người kia của Côn Luân Khư, bị một kiếm bốc hơi. Ngay cả bốn sư tỷ của Diệp Bắc Minh cũng chấn động sâu sắc. Tiểu sư đệ em, đây là công pháp gì? Bốn sư tỷ trố mắt nghẹn họng, khẽ trợn trừng mắt. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, có đồ tốt. Hả? Con người Diệp Bắc Minh đông cứng lại. Chỉ thấy sâu trong vết kiếm hình chữ V có mấy vật phẩm sáng lấp lánh. Đến gần nhìn, là ba chiếc nhẫn, nhẫn chứa vật. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục gật đầu, đúng rồi, nhẫn chứa vật. Diệp Bắc Minh thu lại, quay về nghiên cứu sao. Sư tỷ, đi, về thôi. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Bắc Minh và bốn vị sư tỷ nhanh chóng rời đi. Trong đám người, người đàn ông tóc vàng mắt xanh khóe mắt co rút lại. Lôi thần không ra tay. Thứ nhất, bởi vì cảm nhận được những cường giả Côn Luân Khư kia. Thứ hai, bị thực lực khủng khiếp của Diệp Bắc Minh chấn động. Vì vậy không ra tay. Lôi thần không tin nổi, mặt đầy khiếp sợ, Diệp Bắc Minh. Quái vật gì vậy? Mới bao nhiêu năm chứ, ngoại giới đã đổi trời rồi sao? Long Quốc xuất hiện một thanh niên khủng khiếp như vậy, sao có thể? Lôi thần cúi đầu. Ông ta phát hiện hai chân mình đang khẽ run rẩy. Nếu như một kiếm vừa rồi rơi trên người mình, có thể sống tiếp được không? Câu trả lời là không. Chắc chắn không thể sống tiếp nổi. Chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, lôi thần sợ hãi, may mà mình không ra tay, nếu không thì... Ông ta nhanh chóng rời khỏi hiện trường đại hội võ đạo. Gọi một cuộc điện thoại, điều tra rõ ràng cho tôi, rốt cuộc Diệp Bắc Minh có cảnh giới võ đạo gì, thực lực gì, bối cảnh gì. Cho dù phải trả cái giá lớn thế nào cũng phải tra ra cho tôi. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt lôi thần nghiêm túc, lẩm bẩm, xem ra thật sự phải ra tay với mấy người đó, một mình lôi thần mình không giết chết được hắn. Im lặng một lúc, ông ta gọi một cuộc điện thoại. Hôn, ông rách, ông vĩnh viễn cũng không tưởng tượng được rằng hôm nay tôi gặp phải thứ gì đâu. Ông chắc chắn sẽ khiếp sợ. Côn Luân Khư, đế quốc Thanh Long, sâu trong đại nội hoàng cung, một người phụ nữ duyên dáng sang trọng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một tiếng, răng rắc, giòn giã. Bà ta vội vàng móc ra một khối ngọc bội từ trong lồng ngực. Phía trên xuất hiện mấy chục vết nứt. Con người người phụ nữ trong nháy mắt tràn đầy tia máu, bà ta gào thét, con trai tôi chết rồi. Con trai tôi chết rồi. Người đâu, người đâu, mau đi điều tra, là ai đã giết con trai tôi. Dù là ai, chỉ cần có liên quan đến người này, tôi cũng phải khiến bọn họ hối hận khi quen biết hắn, nguyền rủa hắn. Tôi phải diệt thập tộc của người này. Sau khi rời khỏi núi Nhật Nguyệt, mấy sư tỷ phải trở về cương vị của mình. Vương Như Yên quay về Kim Lăng. Lục Tuyết Kỳ về Long Đô. Liễu Như Khanh về biển Phương Nam. Chỉ có cửu sư tỷ Hoàng hậu Hồng Đào là khá gần, muốn về Trung Hải cũng rất thuận đường. Sau khi tạm biệt Vương Như Yên, Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh, Diệp Bắc Minh và cửu sư tỷ cùng nhau rời đi. Cửu sư tỷ nhìn Diệp Bắc Minh, gằn từng chữ một, tiểu sư đệ, có phải em quên rồi cái gì rồi không? Diệp Bắc Minh sững sờ, cửu sư tỷ, sao vậy? Hừ, cửu sư tỷ hừ nhẹ, em đừng nói với chị là em quên chuyện đã đồng ý với chị. Lần trước chị giúp em phải cùng chị đi Disney một lần. Lúc này Diệp Bắc Minh mới nhớ ra, được, hôm nay đi luôn. Cửu sư tỷ bây giờ mới bật cười thành tiếng. Hai người chạy thẳng tới Trung Hải, chơi ở Disney cho đến khi công viên đóng cửa vào ban đêm, rồi mới hài lòng rời đi. Lúc đi chơi, cửu sư tỷ luôn kéo cánh tay Diệp Bắc Minh. Hai người giống như một cặp tình nhân. Khiến người xung quanh rất ngưỡng mộ. Quay về chỗ ở của cửu sư tỷ. Là tầng chót tòa cao ốc kim dung lớn nhất Trung Hải. Cửu sư tỷ đá dày, cả người đều là mồ hôi, bẩn chết mất. Tiểu sư đệ, chị đi tắm, em cứ tự nhiên nhé. Nói xong liền đi về phía phòng tắm. Diệp Bắc Minh ngồi xếp bằng ở trong phòng khách. Tổng cộng 3 chiếc nhẫn chứa vật. Vô cùng hoa lệ. Có tháp Càn Khôn Chấn Ngục ở đây, Diệp Bắc Minh dễ dàng mở được 3 chiếc nhẫn chứa vật. Diệp Bắc Minh có chút buồn bực, không gian quá nhỏ, sao chỉ có khoảng 1 mét vuông. Nhẫn chứa vật mẹ mình để lại cũng phải 3-4 mét vuông. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười giải thích, nhóc con,
cậu đừng đạt được lợi ích rồi còn khoe mẽ. Không gian trong nhẫn vô cùng khó chế tạo, người vị trí thấp nhất có thể có được nửa mét vuông đã rất tốt rồi. Trong lòng Diệp Bắc Minh nhúc nhích, nói như vậy, không gian nhẫn mẹ tôi để lại cho tôi đến từ vị trí mạnh hơn. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục gật đầu, là ý này. Diệp Bắc Minh không hỏi thêm nữa. Kiểm tra cẩn thận đồ trong ba chiếc nhẫn chứa vật. Thu hết đồ bên trong vào tầm mắt. Một đống các lọ đan dược. Còn có một chút quần áo. Dược liệu, nhìn niên đại cũng không thấp. Còn có một chút binh khí lóe lên ánh sáng, dường như không phải vũ khí bình thường. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, chúc mừng, những đan dược này công lại giúp cậu tiến vào võ hoàng trung kỳ, không thành vấn đề. Diệp Bắc Minh lại nhíu mày, cứ uống thuốc để đề thăng tu vi có phải không tốt lắm hay không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hỏi ngược lại, cậu muốn làm gì? Diệp Bắc Minh nói, trước đó tôi tiêu hao nội lực trong không gian tháp, sau đó lại khôi phục nội lực. Sau mấy lần lặp lại, nội lực của tôi càng được ngưng tụ. Tôi dùng cách này tạo dựng cơ sở có phải tốt hơn so với uống thuốc để thăng? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười, điều đó đương nhiên tốt hơn rất nhiều. Nhưng uống thuốc để thăng cảnh giới là cách nhanh nhất. Diệp Bắc Minh lắc đầu, muốn nhanh như vậy để làm gì? Tạo dựng cơ sở mới là quan trọng nhất. Suy nghĩ, tiến vào trong thế giới Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Anh điên cuồng sử dụng nội lực, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Mỗi một kiếm chém ra cũng tiêu hao 1/5 nội lực. Nội lực tiêu hao gần hết, lập tức dùng đan dược. Khôi phục nội lực, tiếp tục tiêu hao. Cứ như vậy sau mấy lần, nội lực của Diệp Bắc Minh lại tăng lên khoảng 1/3. Giây tiếp theo, ngay cả ràng buộc cảnh giới cũng bị xông phá. Một luồng khí tức cuồng bạo từ cơ thể Diệp Bắc Minh trào ra ngoài. Phun ra như núi lửa. Tất cả đồ gia dụng trong phòng khách của Cửu Sư Tỷ trong nháy mắt bị luồng sức mạnh này xông phá, hóa thành mạt vụn. Cửa sổ thủy tinh cũng nổ hết, rơi xuống đất. Tiểu sư đệ, sao thế? Cửu Sư Tỷ lập tức lao ra từ trong phòng tắm. Chân không đạp trên đất. Ngay cả quần áo cũng không kịp mặc. Da thịt trắng sữa không một chút tì vết. Ánh trăng chiếu trên người cô ấy, hào quang động lòng người. Hoàng hậu Hồng Đào nhìn Diệp Bắc Minh vẫn ngồi trên ghế sofa. Đồ đạc xung quanh nhà hóa thành mạt vụn bay tán loạn 4 phương 8 hướng. Phù! Hoàng hậu Hồng Đào thở phào nhẹ nhõm, không sao, chị còn tưởng có chuyện gì. Không sao thì tốt, không sao thì tốt. Cửu Sư Tỷ vỗ ngực. Một khắc sau, mắt đẹp của cô ấy chấn động, đột phá rồi, võ hoàng trung kỳ. Hoàng hậu Hồng Đào kinh hãi. Một lúc sau mới hít một hơi. Thật là động thái nhỏ, tốc độ phổ cập. Xoay người tiến vào phòng tắm, tiếp tục tắm rửa. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh đã mở tầng thứ 5 Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Phía trước chỉ có một sân thượng. Phía trên có một đan đỉnh màu đen. Bên cạnh đan đỉnh có một người đang đứng. Lúc Diệp Bắc Minh nhìn thấy người này cũng bị dọa cho giật mình. Nhìn cẩn thận thì lại là người giả do một kim loại thần bí chế tạo thành. Không nhìn ra một khe hở, cảm giác vô cùng áp bức. Ánh mắt Diệp Bắc Minh rơi trên đan đỉnh, đỉnh này cấp bậc gì? Bốn chân, hình vuông, trên đỉnh có khắc hai chữ thiên cực. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mở miệng, đỉnh thiên cực giúp cậu luyện chế đan dược dưới thiên phẩm, chắc chắn đủ dùng. Diệp Bắc Minh lại chỉ vào người kim loại bên cạnh, người này thì sao? Đây là hình nộm. Diệp Bắc Minh hoài nghi, hình nộm. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, đúng vậy. Có tác dụng gì? Diệp Bắc Minh tò mò hỏi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, hắn có thể bắt chước tất cả phương thức chiến đấu, thân pháp, lực lượng, tốc độ của chủ nhân Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Còn cả kinh nghiệm chiến đấu của cậu, hắn biết hết. Nói đại chúng một chút, đây là một phiên bản khác của cậu. Giống như sao chép từ trong gương ra. Con người Diệp Bắc Minh trầm xuống, nói như vậy. Hình nộm này là sản phẩm luyện tập tự nhiên. Ha ha ha, thông minh. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục khen ngợi, không sai, cậu có thể chiến đấu với hắn, giống như chiến đấu với chính bản thân mình. Diệp Bắc Minh nhìn hình nộm, tôi điều khiển hắn thế nào? Ra lệnh cho hắn. Diệp Bắc Minh mở miệng, hình nộm, dùng thủ đoạn mạnh nhất của mày công kích tao. Lời vừa dứt. Vèo. Hình nộm trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Con người Diệp Bắc Minh co lại, tốc độ nhanh đấy.
đây chính là tốc độ của mình sao? Nhanh quá! Hình nộm giơ tay, bắt chước động tác của Diệp Bắc Minh. Một quyền đánh ra. Nhanh! Quá nhanh! Diệp Bắc Minh chỉ cảm thấy ngực đau nhức, giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Đụng vào vách tường tầng 5, vang lên tiếng ầm. Cúi đầu nhìn. Ngực anh nổ tung. Xuất hiện lỗ thủng khủng khiếp. Diệp Bắc Minh biến sắc, mình bị chính mình giết. Giây tiếp theo. Cảnh tương khiến Diệp Bắc Minh không thể tin nổi xuất hiện. Lỗ thủng trên ngực lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, tháp càn khôn chấn ngục, xảy ra chuyện gì vậy? Tháp càn khôn chấn ngục cười, đây là thế giới trong tháp, tương liên với thế giới tinh thần của cậu. Mặc dù bắt chước được trọng lực, không khí, tốc độ, cảm giác đau, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là đồ bắt chước. Đối với bản thân cậu sẽ không có bất kỳ tổn hại nào. Diệp Bắc Minh bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy. Bất chợt, trước mắt sáng lên, nếu như vậy chẳng phải có thể tiến hành cuộc chiến sinh tử. Diệp Bắc Minh quát lớn, hình nộm, giết tao. Vèo, hình nộm trực tiếp dùng phù quang lược ảnh, như quỷ xuất hiện bên cạnh Diệp Bắc Minh. Sau lưng hắn cũng xuất hiện một huyết ảnh đầu rồng. Long đế quyết và thương long kình kết hợp. Một quyền đập ra, phụt, Diệp Bắc Minh trực tiếp hóa thành xương máu. Một lát sau, Diệp Bắc Minh mở mắt. Xuất hiện ở bên ngoài tháp càn khôn chấn ngục. Tháp càn khôn chấn ngục mở miệng, nhóc con, nếu cậu chết thì sẽ bị đẩy ra bên ngoài tháp, phải vào lại lần nữa. Vãi! Diệp Bắc Minh hơi hưng phấn, tự tôi đã giết bản thân tôi. Tại sao, tôi cảm thấy hình nộm mạnh hơn tôi rất nhiều. Tốc độ nó ra tay ngay cả bản thân tôi cũng không phản ứng kịp. Tháp càn khôn chấn ngục trả lời, bởi vì bất luận tốc độ, sức mạnh, hay sức tấn công. Hình nộm đều ở trong trạng thái đỉnh phong cảnh giới hiện tại của cậu. Hình nộm là người máy, sẽ không mệt, sẽ không mất sức. Còn cậu thì khác, cậu là một người sống sờ sờ, sẽ bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng. Diệp Bắc Minh về đến tầng thứ 5. Hình nộm, giết tao đi. Soạt. Hình nộm xuất hiện trước người Diệp Bắc Minh, phát động đòn tấn công vô cùng khủng bố. Diệp Bắc Minh cười. Anh cũng lập tức sử dụng Long Đế Quyết và Thương Long Kình. Tóm được nắm đấm của hình nộm. Sức mạnh của hai người giống hệt nhau. Cho nên, đòn tấn công của hình nộm đã thất bại. Đột nhiên, hình nộm lật cổ tay, đạp một cú ra. Phập, Diệp Bắc Minh nổ tung lần nữa. Xuất hiện bên ngoài tháp càn khôn chấn ngục. Tiến vào tầng thứ 5. Hình nộm, giết tao đi. Lần này, Diệp Bắc Minh kiên trì được 3 chiêu. Hình nộm, giết tao đi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mười mấy lần. Từ lúc ban đầu Diệp Bắc Minh bị, bản thân, giết, đến sau này có thể kiên trì được mười mấy chiêu. Tổng cộng bị đánh, chết, mười mấy lần. Tháp càn khôn chấn ngục nhìn thấy anh hết lần này đến lần khác bỏ cầu thang, đều rất cạn lời. Cậu nhóc, cậu cứ phải hạ lệnh cho hình nộm giết cậu sao? Cậu ra lệnh cho nó đánh cậu bị thương chẳng phải là được sao? Diệp Bắc Minh cười lớn, ha ha ha. Đây mới là cuộc chiến sinh tử. Mỗi lần bị, đánh nổ, đều trải nghiệm một lần cảm giác chết trận. Cảm giác này giống như bị người khác chém chết trong thực chiến. Điểm khác là, mình tự giết mình. Như vậy hết lần này đến lần khác chết trận, Diệp Bắc Minh cảm thấy sảng khoái chưa từng có. Một tiếng quát lên, hình nộm, giết tao đi. Lần thứ 16. Khoảnh khắc hình nộm xông đến. Diệp Bắc Minh đột nhiên giơ tay lên. Kiếm đoạn long xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Chém ra một kiếm. Choang một tiếng vang lên, hình nộm lại bị kiếm đoạn long chém thành hai nửa. Một lát sau, trong tháp càn khôn chấn ngục phát ra hào quang chiếu lên người hình nộm. Lập tức trở lại như cũ. Diệp Bắc Minh tiếp tục quát nói, hình nộm giết tao đi. Không biết Diệp Bắc Minh đã chiến đấu bao lâu. Đợi anh có thể chiến đấu với hình nộm 100 hiệp mà không rơi vào thế yếu. Mới coi là kết thúc chiến đấu. Cho dù như vậy, anh vẫn sẽ thất bại, bị hình nộm giết. Dù sao, kinh nghiệm chiến đấu của anh đang tăng lên, kinh nghiệm chiến đấu của hình nộm cũng tăng theo. Đó là một cục diện chết. Không có cách nào phá giải. Diệp Bắc Minh khen ngợi một tiếng, là ai đã làm ra hình nộm này vậy? Suy nghĩ chu đáo quá, mình tăng lên, hình nộm cũng tăng lên. Chẳng khác nào một đồng đội cùng tập luyện tự nhiên. Tháp càn khôn chấn ngục cười,
nó là đồ của chủ nhân tháp Càn Khôn Trấn Ngục trước đây để lại. Diệp Bắc Minh suy ngẫm, mở đôi mắt, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cửu sư tỷ hoàng hậu Hồng Đào canh gác ở chỗ không xa, đang tập yoga. Mặc áo bó sát, phía dưới mặc quần yoga. Dáng người hoàn hảo được thể hiện ra hoàn toàn. Không có chút mỡ thừa. Cô ấy nhìn thấy Diệp Bắc Minh tỉnh lại, bèn dừng tập, cười nói, tiểu sư đệ, cuối cùng đệ cũng tỉnh rồi. Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, đây là do đệ gây ra à? Hoàng hậu Hồng Đào cười nói, chẳng lẽ là tỷ gây ra? Không sao, tỷ cho người tu sửa lại là được, ngược lại là tiểu sư đệ đột phá một cảnh giới, mà vận vững vàng 3 ngày 3 đêm. Căn nhà không thành vấn đề. Tiểu sư đệ không sao là được. Diệp Bắc Minh ngẩn người, đã qua 3 ngày rồi hả? Anh và hình nộm chiến đấu không biết bao nhiêu lần, đã quên cả thời gian. Hoàng hậu Hồng Đào cười gật đầu, đúng thế, ngày đầu tiên đã có người đến tìm đệ. Nhưng bị tỷ đuổi đi rồi, bây giờ có lẽ đang ở bên ngoài đợi đệ đấy. Diệp Bắc Minh bất ngờ, ai tìm đệ? Hoàng hậu Hồng Đào trả lời, người của quan chức Long Quốc. Diệp Bắc Minh cau mày, cửu sư tỷ, đệ đi xem sao. Đi ra khỏi tầng của cửu sư tỷ, quả nhiên anh gặp được mấy người đàn ông ở lối cầu thang. Một người trong đó là Đường Thiên Ngạo. Đám người còn lại đều là lãnh đạo cấp cao của Hiệp hội Võ Đạo Long Quốc. Đường Thiên Ngạo nhìn thấy Diệp Bắc Minh, trực tiếp khom lưng 90 độ, cậu Diệp, cậu còn nhớ tôi không? Trước đây khi ở Tổng bộ Hiệp hội Võ Đạo, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Mong cậu lượng thứ bỏ qua cho. Đường Thiên Ngạo khom lưng khuỵu gối. Cúi đầu khom lưng. Vô cùng khiêm tốn. Chuyện ở đỉnh núi Nhật Nguyệt tỉnh Bảo Đảo 3 ngày trước đã truyền về Long Quốc, sớm đã khiến giới võ đạo bên ngoài sôi sục. Danh tiếng của Diệp Bắc Minh đã truyền khắp giới võ đạo Long Quốc. Cho dù là ở gia tộc ẩn thế, gia tộc cổ võ, anh cũng vô cùng nổi tiếng. Bái kiến cậu Diệp. Xin chào cậu Diệp. Cậu Diệp. Cuối cùng cậu cũng chịu gặp chúng tôi rồi, chúng tôi 3 ngày không ăn không uống trông coi ở đây, cũng không mất công. Toàn bộ lãnh đạo cấp cao của Tổng bộ Hiệp hội Võ Đạo đều khom lưng 90 độ. Diệp Bắc Minh không lên tiếng, bọn họ cũng không định đứng thẳng người. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, đứng lên đi. Cảm ơn cậu Diệp. Mấy người đều cảm ơn rối rít, vô cùng cung kính. Diệp Bắc Minh dứt khoát nhanh gọn nói đi, tìm tôi có việc gì? Đường Thiên Ngạo mau chóng nói, cậu Diệp, lần này chúng tôi đến là mời cậu làm hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo Long Quốc chúng tôi. Không có hứng. Diệp Bắc Minh lắc đầu, quay người định bỏ đi. Ấy ấy, cậu Diệp, cậu đừng đi mà. Đám người Đường Thiên Ngạo kinh hãi ngăn Diệp Bắc Minh lại. Sắc mặt Diệp Bắc Minh sầm xuống, một luồng sát ý nổi lên, làm sao? Ngăn tôi. Một ánh mắt, sượt sượt sượt, đám người Đường Thiên Ngạo sợ đến lùi lại, tê dại ra đầu, cậu Diệp, chúng tôi không có ý đó. Ở đây có thư giới thiệu, nếu cậu xem xong mà vẫn từ chối chúng tôi sẽ không nói nhiều, đi ngay lập tức. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lúc, thư giới thiệu. Đúng thế, đích thân Long chủ viết. Mang ra đây thử xem. Đường Thiên Ngạo vội vàng lấy ra một bức thư giới thiệu. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn. Phát hiện nét chữ bên trên trầm ổn và mạnh mẽ. Vừa nhìn là biết không phải nét chữ của người bình thường. Mở ra xem, đúng là Long chủ viết cho anh. Sư huynh. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ. Tại sao sư huynh lại nói thay cho Tổng bộ Hiệp hội Võ Đạo? Tiểu sư đệ, khi đệ đọc được bức thư này, tin rằng mấy người Đường Thiên Ngạo đã tìm được đệ. Bọn họ mời đệ làm hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo, xin đệ đồng ý đi. Đệ đừng vội từ chối, thực ra đệ ngồi ở vị trí này, có lợi cho Long Quốc, cũng có lợi cho đệ. Sư huynh làm cả bài diễn thuyết dài, tổng cộng viết mấy ngàn chữ. Phân tích tất cả quan hệ lợi hại. Thậm chí, còn chỉ rõ vấn đề của Côn Luân Hư. Ngồi trên vị trí này, thì phải đối trực diện với Côn Luân Hư. Diệp Bắc Minh đã giết người của Côn Luân Hư, đắc tội với gia tộc cổ võ. Anh cũng đắc tội với gia tộc ẩn thế một lượt. Còn có gia tộc người canh giữ của Long Quốc. Nếu anh trở thành hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo, nghĩa là dựa vào cả Long Quốc. Ràng buộc với Long Quốc. Những thế lực này muốn động vào anh, cũng phải cân nhắc thật kỹ. Hiệp hội Võ Đạo của Long Quốc đã rất nát rồi,
thực ra huynh cũng không có cách gì nhiều. Vẫn phải cảm ơn tiểu sư đệ chém giết bữa bãi, giết ra sự uy nghiêm, giết ra một con đường máu. Phá cái cũ lập cái mới, ngược lại dễ quản lý hơn. Cho nên, ban đầu huynh mới không quản chuyện này. Đồng thời, sư huynh cũng không sợ sư đệ cười, sư huynh cũng có chút tư lợi cá nhân ở đây, ai có một sư đệ lợi hại như vậy, mà không muốn trói chặt sư đệ với Long Quốc chứ. Sư đệ, nhờ đệ đấy. Đọc xong bức thư, ánh mắt của Diệp Bắc Minh lấp lóe bất định. Anh không sợ Côn Luân hư, cũng không sợ gia tộc ẩn thế, gia tộc cổ võ. Nhưng lại không tiện từ chối ý tốt của sư huynh. Dù sao, sư huynh giúp anh không chỉ một hai lần. Chút chuyện nhỏ này, anh có thể giúp được. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, được rồi, tôi đồng ý với các ông. Đám người Đường Thiên Ngạo vui mừng, trực tiếp quỳ xuống, bái kiến hội trưởng. Đứng lên đi. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói. Đường Thiên Ngạo vui như hoa, hội trưởng Diệp, tôi lập tức thông báo cho hội trưởng tất cả hành tỉnh Long Quốc, để họ đến Trung Hải gặp cậu. Đồng thời, chúng tôi lại lên núi Thái Sơn, tổ chức nghi thức long trọng, thông báo cho cả giới võ đạo Á Châu. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Không cần đâu, quá rắc rối. Tôi lười tham gia những đại hội như này, đơn giản thôi. Các ông thông báo xuống dưới là được. À, đám người Đường Thiên Ngạo ngẩn người. Đây là chuyện lớn, làm sao có thể giản lược tất cả. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ nóng nảy của Diệp Bắc Minh, cũng không dám nói nhiều. Ben đồng ý, sau đó cáo từ ra về. Bọn họ phải về thông báo cho mọi người tin vui này. Đường Thiên Ngạo vừa đi khỏi, điện thoại của Diệp Bắc Minh rung lên. Có một tin nhắn đến. Mở ra xem, tao biết mẹ của mày ở đâu. Long Đô. Trong một trạch viện, một ông lão đang chơi với con chim trong lồng. Nghe người bên cạnh báo cáo. Thưa ông, Diệp Bắc Minh đã trở thành hội trưởng Hiệp hội Võ đạo Long Quốc. Ông lão cười, cho cậu ta làm đi, chức hội trưởng này cũng không phải dễ làm như vậy. Lúc trước tại sao Lý Kiếm Trần làm hội trưởng, chỉ là hữu danh vô thực, không quản chuyện của Hiệp hội Võ đạo. Bởi vì hắn biết đó là một vị trí chỉ để chịu trách nhiệm. Khoảng thời gian này, cửa núi 50 năm mở một lần được mở ra, người của Côn Luân Hư cũng phải xuống núi rồi. Diệp Bắc Minh, he he, người giúp việc bên cạnh hơi nghi hoặc, ông chủ, chúng ta làm như vậy, liệu có nguy hiểm quá không? Ông lão quay đầu, làm sao, ông sợ hả? Người giúp việc thấp giọng nói, khoảng thời gian này, uy danh của Diệp Bắc Minh thực sự quá lớn. Ngay cả người của gia tộc người canh giữ Long Quốc cũng dám giết. 23 năm trước, người phụ nữ đó cũng như vậy, gần như giết xuyên toàn thế giới. Nhắc đến người phụ nữ đó, đồng tử của ông lão co lại, không nhìn được cúi đầu. Một lát sau, người giúp việc tiếp tục lên tiếng, Ngụy Công đã chết, bây giờ ông. Ông lão bỗng ngẩng đầu, lạnh lùng nói, cái chết của Ngụy Tận Trung là do ông ta ngu xuẩn. Là ông ta coi thường Diệp Bắc Minh, không chuẩn bị chu toàn. Một tên nhân đồ, há có thể giết được Diệp Bắc Minh. Người giúp việc thấp giọng, ông chủ, thời gian 5 năm mà Diệp Bắc Minh biến mất, chúng ta không phải chưa từng điều tra. Cả thế giới đều không tìm được thông tin gì của hắn. Ông cho rằng hắn đã đi đâu? Ông lão ngẩn người. Người giúp việc tiếp tục nói, biến mất 5 năm, lần đầu tiên Diệp Bắc Minh quay về. Xuất hiện ở một thành phố gần Côn Luân Hư, sau đó về Giang Nam. Ông biết đây, trong 5 năm mà Diệp Bắc Minh biến mất, chắc chắn đã tiến vào Côn Luân Hư. Côn Luân Hư, nghe thấy ba chữ này. Cơ thể ông lão chấn động. Người giúp việc hết lòng hết dạ khuyên, ông chủ, thu tay đi. Diệp Bắc Minh, chúng ta không chọc vào được. Hỗn xược. Ông lão quát lên một tiếng, chỉ vào người giúp việc, lão Trương, ông chỉ là một người chăn ngựa của tôi thôi. Tuy đã đi theo tôi 60 năm, nhưng ông phải nhớ kỹ, người chăn ngựa cuối cùng cũng chỉ là người chăn ngựa. Tôi làm việc, không cần ông nhiều lời. Cút ra. Ây. Người giúp việc thở dài một tiếng, quay người rời đi. Chỉ để lại một bóng hình chán nản. Con mắt của ông lão đầy máu, Diệp Bắc Minh, món nợ của mẹ mày, thì mày trả đi. Lôi Thần, và cả Hùng Vương của Lăng Quốc, và có cả gia tộc Lý Thị Tập đoàn tài chính siêu cấp của Cao Ly Quốc cũng đồng ý ra tay. Ba bên thế lực cùng hợp sức, chắc cũng phải giết chết được một Diệp Bắc Minh chứ. Nên kết thúc rồi. Tao biết mẹ của mày ở đâu. Một tin nhắn.
mấy chữ đơn giản. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh lập tức trở nên lạnh lùng tàn khốc. Anh trực tiếp gọi đến số đó. Điện thoại được kết nối. Diệp Bắc Minh lên tiếng, mày là ai? Giọng của một người đàn ông vang lên, tao là ai không quan trọng, quan trọng là... Tao biết tung tích của mẹ mày, tao biết bà ấy đã đi đâu. Giọng nói đã được xử lý đặc biệt. Không thể nhận ra là ai. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhả ra một chữ, nói. Ha ha ha. Đối phương điên cuồng cười lớn, Diệp Bắc Minh, mày cho rằng mày là ai? Mày là ông trời sao, chúng ta cách qua điện thoại đó. Tao không nói thì mày có thể làm gì được tao? Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng một tiếng, vậy mày đợi chết đi. Trực tiếp tắt máy. Dứt khoát nhanh gọn. Không cho đối phương cơ hội được nói. Vãi. Đối phương thộn mặt, mình còn chưa nói ra lời uy hiếp nữa mà. Sao Diệp Bắc Minh lại tắt máy rồi? Anh trở về nơi ở của cửu sư tỷ. Mùi thơm của đồ ăn ập đến. Diệp Bắc Minh đẩy cửa đi vào, cửu sư tỷ cười vui vẻ, tiểu sư đệ, đệ về rồi à? Đệ tu luyện 3 ngày không ăn cơm, tỷ sợ đệ đói chết đấy. Mau đến ăn cơm đi. Diệp Bắc Minh đi đến. Anh ngồi xuống vừa ăn vừa nói, cửu sư tỷ, giúp đệ một việc. Việc gì? Cửu sư tỷ gắp thức ăn cho Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh trực tiếp lấy điện thoại ra, mở nhật ký điện thoại. Chỉ vào một số trong đó, điều tra vị trí của số thuê bao này cho đệ, tốt nhất có thể điều tra chủ nhân của nó. Đơn giản, đệ yên tâm ăn cơm trước đi. Cửu sư tỷ cười nói, ăn cơm xong, tỷ nói hết thông tin cho đệ. Được. Sau đó, cô ấy lấy điện thoại ra, gọi một cuộc, alo, tôi là Hoàng hậu Hồng Đào. 5 phút, tôi muốn có tất cả thông tin của số thuê bao này. Cô ấy nói ra số điện thoại đó. Rồi tắt máy. Diệp Bắc Minh cũng đói rồi. Tuy võ giả chịu đói tốt hơn người bình thường, nhưng anh đã 3 ngày 3 đêm không ăn không uống. Bây giờ được ăn cơm, cảm thấy đói cồn cào. Cửu sư tỷ nhìn Diệp Bắc Minh ăn như hổ đói, vẻ mặt hiện lên nét cương triều. Hai tay chống chằm, nhìn Diệp Bắc Minh ăn hết tất cả cơm canh. Tích tích tích. Điện thoại của Hoàng hậu Hồng Đào rung lên, cô ấy mở ra xem, tôi đã gửi hết tất cả thông tin vào mail của cô rồi. Cô ấy mở mail ra xem, tiểu sư đệ, có thông tin rồi. Diệp Bắc Minh đặt bát đũa xuống, là ai? Hoàng hậu Hồng Đào cười lạnh lùng một tiếng, đối phương rất tự tin, lại dùng số thật của mình để gọi đi. Nhưng cũng chẳng trách hắn tự tin như vậy. Dù sao, gia tộc của người này nắm giữ sản nghiệp khoa học kỹ thuật điện tử hàng đầu toàn cầu. Thực sự có bản lĩnh này. Hoàng hậu Hồng Đào lắc đầu, đáng tiếc, lại gặp phải tỷ. Diệp Bắc Minh lên tiếng, cửu sư tỷ, tỷ đừng đánh đố nữa, rốt cuộc là ai? Hoàng hậu Hồng Đào trả lời, Lý Tái Hy, gia tộc Lý Thị ở Cao Ly Quốc. Cao Ly Quốc, Lý Tái Hy. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh nghiêm lại, cửu sư tỷ, phiền tỷ đi cùng đệ đến Cao Ly Quốc một chuyến. 3 tiếng sau, Diệp Bắc Minh và cửu sư tỷ đặt chân đến Cao Ly Quốc. Trước khi xuất phát, cửu sư tỷ đã điều tra được lịch trình hàng ngày của Lý Tái Hy. Hôm nay, Lý Tái Hy sẽ đến Đại học Thủ đô Cao Ly Quốc diễn giảng. Lúc này, trên quảng trường trung tâm Đại học Thủ đô Cao Ly Quốc, người đông nghìn nghịt. Rất nhiều người đều tập trung tại đây, còn có giới truyền thông hàng đầu của Cao Ly Quốc. Lý Tái Hy đi lên sân khấu dưới sự bảo vệ của một đoàn vệ sĩ. Tất cả đều mặc vest màu đen, đầy cảm giác áp bức. Tách tách tách, rất nhiều phóng viên ào lên như ong vỡ tổ, bấm máy ảnh không ngừng. Hắn là người kế nhiệm của tập đoàn Lý Thị. Người thừa kế của tập đoàn tài chính hàng đầu thế Cao Ly Quốc, thậm chí cả là thế giới. Thân phận còn khủng bố hơn nhiều so với những người thừa kế của hậu duệ mặt trời. Đẹp trai quá, đẹp trai quá. Oppa, anh ta chính là Lý Tái Hy. A a a. Rất nhiều cô gái điên cuồng hét lớn, nhảy lên vẫy tay. Thậm chí có người cũng sắp ngất xỉu. Người thừa kế hào môn thôi mà, có đến mức thế không? Một cô gái Long Quốc trong đám đông cau mày. Nếu Diệp Bắc Minh có ở đây, nhất định sẽ nhận ra cô ta. Tô Ấu Ninh. Sau khi Diệp Bắc Minh cứu được cô ta, cho người của Long Hồn đưa cô ta về Trung Hải. Từ đó về sau, Tô Ấu Ninh cũng chưa gặp lại Diệp Bắc Minh. Vì để quên đi trải nghiệm cuộc đời đáng sợ đó, Tô Ấu Ninh trực tiếp chạy đến Đại học Cao Ly Quốc theo diện trao đổi sinh viên.
cô gái Cao Ly Quốc bên cạnh tỏ vẻ kiêu ngạo. Ấu Ninh, cậu không hiểu phải không, bố của Lý Tái Hy là trưởng môn nhân của tập đoàn Lý Thị. Trong tay có tài sản hàng trăm triệu, tất cả các ngành thời trang thực phẩm nhà ở giao thông của Cao Ly Quốc đều không thể tách khỏi tập đoàn Lý Thị. Lý Tái Hy anh Tuấn đẹp trai, lại trẻ trung có tài, gần như trên toàn thế giới không có thanh niên nào có thể sánh được với anh ta. Cô gái kiêu ngạo nói. Mấy nữ sinh Cao Lý Quốc bên cạnh cũng đều gật đầu. Tô Ấu Ninh ngẩn người. Thanh niên trên toàn thế giới sánh được với Lý Tái Hy. Trong lòng bỗng hiện lên bóng dáng của Diệp Bắc Minh. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên, Lý Tái Hy. Giọng nói không lớn, nhưng lại có sức mạnh khủng bố. Lập tức truyền vào trong tai mọi người. Hơn nữa, cả hội trường đại hội diễn giảng lập tức yên lặng. Ai mà gọi tên bừa bãi thế hả? Một vài nữ sinh Cao Ly Quốc trong đám đông bất mãn. Mọi người đều quay đầu nhìn qua chỗ truyền đến tiếng nói. Lý Tái Hy trên sân khấu diễn giảng cũng nhìn qua. Khi hắn nhìn thấy một thanh niên Long Quốc chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến, đồng tử không nhịn được co lại. Vãi! Sao anh ta lại đến đây? Mà còn nhanh như vậy? Lý Tái Hy giống như nhìn thấy ma, trong lòng vụt lên làn sóng sợ hãi. Mẹ kiếp, mới có mấy tiếng chứ? Diệp Bắc Minh đã tìm được đến Cao Ly Quốc rồi. Tại sao chứ? Theo như sức mạnh khoa học kỹ thuật của tập đoàn Lý Thị Cao Ly Quốc, sau khi điện thoại của hắn được mã hóa, mới kết nối với Diệp Bắc Minh. Đối phương là kẻ luyện võ, nếu không hiểu khoa học kỹ thuật, thì không thể nào tìm được mình. Trong đám đông, Tô Ấu Ninh ngẩn người. Hai chân mềm nhũn, kích động gần như muốn ngồi bệt xuống đất. Anh ta đến rồi. Sao anh ta lại đến đây? Mình vừa mới nghĩ đến anh ta đã xuất hiện rồi. Trời ơi! Tô Ấu Ninh chỉ cảm thấy, lúc này mình giống như nữ chính trong phim truyền hình Hàn Quốc. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Bắc Minh đến đây không phải vì cô ta. Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến. Tuy bình tĩnh, nhưng bùng phát ra khí trường đáng sợ. Người Cao Ly Quốc xung quanh đều nhường đường cho anh theo bản năng, mở lối thẳng đến sân khấu diễn giảng trung tâm quảng trường. Đứng lại, một đám vệ sĩ đi đến, ánh mắt lạnh như băng. Tất cả bọn họ đều mặc vest màu đen, đeo cà vạt thủ công. Thậm chí bên hông còn đeo súng, ngăn Diệp Bắc Minh lại. Phập, Diệp Bắc Minh giơ chân dậm một cái. Đám vệ sĩ bị một luồng sóng khí đánh lật bay, vỡ tim mà chết. Mọi người phía dưới sân khấu diễn giảng kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh đi lên, đến trước mặt Lý Tái Hy, mày thực sự biết tung tích của mẹ tao. Lý Tái Hy giật khóe miệng, anh này, anh đang nói gì vậy? Tôi không quen anh. Là người thừa kế của tập đoàn Lý Thị, cả Cao Ly Quốc đều nằm dưới sự kiểm soát của tập đoàn Lý Thị. Hắn không tin Diệp Bắc Minh dám làm bừa. Bỗng nhiên, một bóng hình vụt lướt đi, Diệp Bắc Minh xuất hiện trước người Lý Tái Hy một cách quỷ dị, giơ tay tóm chặt cổ của hắn. Giơ cao lên. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, bây giờ đã quen chưa? Hai chân của Lý Tái Hy rời khỏi mặt đất. Cảm giác khó thở. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn nhìn đôi mắt lạnh như băng của Diệp Bắc Minh, lần đầu tiên cảm thấy mình gần với tử thần như vậy. Hắn vẫn cứng miệng, anh, tôi thực sự không quen anh. Diệp Bắc Minh giơ tay, kiếm đoạn long xuất hiện. Không hề do dự chém một nhát. Phụt, một cái chân của Lý Tái Hy bị chém gãy. Suýt, phía dưới sân khấu vang lên âm thanh hít khí lạnh. Mẹ kiếp, người Cao Ly Quốc đều sợ đến ngốc nghếch. Đó là Lý Tái Hy đấy. Ấy vậy mà lại bị chém đứt một chân trước mặt tất cả mọi người. Còn có phóng viên cũng ở hội trường. Lý Tái Hy điên cuồng gào thét, vẻ mặt méo mó, Diệp Bắc Minh, mày dám chém đứt một chân của tao. Đồ điên, mày điên rồi. Bố của tao là trưởng môn nhân của tập đoàn Lý Thị, mày dám đối xử với tao như vậy. Trong con mắt của hắn đầy tia máu, đau đớn cố hết sức giãy giụa. Nhưng tay của Diệp Bắc Minh giống như bàn tay sắt, bóp chặt cổ của Lý Tái Hy. Giống như nhìn một tên hề. Khó thở. Tuyệt vọng. Nổi lên trong lòng. Lý Tái Hy nhìn Diệp Bắc Minh, sởn gai ốc run lên. Đôi mắt băng lạnh của đối phương giống như đang nhìn một con kiến. Hắn không dám giãy giụa nữa, từ từ dừng lại. Lúc này, giọng của Diệp Bắc Minh mới chậm rãi vang lên, bây giờ thì biết tao rồi chứ.
Mày! Toàn thân Lý Tái Hy run lên, từ trên người Diệp Bắc Minh, hắn cảm nhận được một luồng sát khí ngút trời. Dường như người trước mắt không phải là con người, mà là một tử thần. Lý Tái Hy nuốt nước miếng, biết, mày là Diệp Bắc Minh, người Long Quốc. Diệp Bắc Minh gật đầu, rất tốt, câu hỏi vừa nãy, tao không muốn hỏi lần thứ hai. Lý Tái Hy hoảng loạn trả lời, tao không biết mẹ của mày ở đâu, tao chỉ nói bừa thôi. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh bùng phát ra sát ý đáng sợ, tại sao lại lừa tao? Toàn thân Lý Tái Hy run lên, tao cũng không cố ý, sau khi bọn tao biết mày đang tìm mẹ, bèn muốn tìm một cách lừa mày đến Cao Ly Quốc. Vốn dĩ định mấy ngày nữa mới thông báo với mày. Tao quá tự tin rồi, nghĩ rằng mày không thể nào tìm được tao, cho nên thông báo cho mày trước. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh lùng, lừa tao đến Cao Ly Quốc làm gì? Lý Tái Hy không dám che giấu, lôi thần của Hùng Quốc, Hùng Vương của Lang Quốc chuẩn bị liên thủ với tập đoàn Lý Thị giết chết mày. Hùng Quốc, Lang Quốc, thật đúng là âm hồn bất tán. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói, tao và tập đoàn Lý Thị mày không thù không oán phải không? Tại sao muốn giết tao? Hùng Quốc, Lang Quốc giết anh, còn có lý do. Vậy thì tập đoàn Lý Thị có lý do gì? Ánh mắt của Lý Tái Hy hơi né tránh. Phụt! Diệp Bắc Minh không thèm tốn nước bọt. Giơ kiếm chém nốt một chân còn lại của Lý Tái Hy. Trên quảng trường phía dưới tĩnh lặng như cái chết. Đều bị chấn hãi bởi thủ đoạn đáng sợ của Diệp Bắc Minh, toàn hội trường im phăng phắc. A! À, Lý Tái Hy gào lên thảm thiết, đau đến con người trố ra, mắt đầy máu, tao nói. Là người Long Quốc, tao nghe thấy bố tao nói chuyện điện thoại với một người Long Quốc. Tập đoàn Lý Thị chỉ nhận sự nhờ vả của người ta. Người Long Quốc. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh lóe lên, xem ra còn có người đang ẩn nấp, chưa bị tìm được. Mày còn biết gì nữa? Không biết, tao chỉ biết bấy nhiêu thôi. Ây! Diệp Bắc Minh thở dài một tiếng, cho nên, mày không biết gì hết, nhưng lại gọi điện chế nhạo tao. Đúng thế. Lý Tái Hy mặt xám như tro. Thì ra là tên phế vật. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Nhưng không sao, bố của mày chắc chắn biết. Đồng tử của Cao Ly Quốc co lại, vẻ mặt chấn kinh, bố của tao là trưởng môn nhân của tập đoàn Lý Thị, mày muốn đi tìm ông ấy. Làm sao mày dám, tổng bộ tập đoàn Lý Thị canh gác nghiêm ngặt. Diệp Bắc Minh bình tĩnh trả lời, không liên quan đến mày. Sắc sắc một tiếng giòn tan. Trước mặt rất nhiều người rất nhiều phóng viên. Hắn là người thừa kế giống như hậu duệ mặt trời, bị Diệp Bắc Minh tiện tay bóp chết. Ném đi giống như rác rưởi. Cũng không phải ở Long Quốc, giết người trước mặt người Cao Ly Quốc thì đã làm sao? Cần phải quan tâm ảnh hưởng sao? Bốp, một tiếng. Thi thể của Lý Tái Hy từ trên sân khấu trượt rơi xuống. Anh một u ai người rời đi. Ma quỷ. Đúng là ma quỷ. Xông vào trường đại học thủ đô Cao Ly Quốc, sau khi giết người thừa kế tập đoàn Lý Thị trước nhiều người, rồi hiên ngang bỏ đi. Ầm ầm. Đại học thủ đô Cao Ly Quốc bùng nổ. Kháng nghị, tôi kháng nghị kịch liệt. Người Long Quốc, đó là người Long Quốc. Người Long Quốc đâu thể ngạo mạn như vậy. Công bố trên trường quốc tế, để toàn thế giới cùng ngăn chặn Long Quốc. Những người Cao Ly Quốc này không thể tức giận gầm lên. Tập đoàn Lý Thị. Tổng bộ được xây dựng trong một khu công nghiệp lớn. Nơi này bao gồm hàng không vũ trụ, công nghiệp quân sự, xe hơi, thậm chí có cả công xưởng hỏa tiễn. Được gọi là khu công nghiệp tổng hợp lớn nhất thế giới. Trong khu có mấy trăm ngàn công nhân, đều là nhân tài khoa học kỹ thuật hàng đầu Cao Ly Quốc. Bên cạnh còn có quân đội của Cao Ly Quốc đóng quân. Nghĩ cũng biết, nơi này quan trọng đến mức nào. Lý Bình Tông và mấy chục cổ đông của tập đoàn Lý Thị đang mở cuộc họp đại hội cổ đông. Quý thứ nhất, lợi nhuận sau thuế đạt đến 1.795 đô la. Bỗng nhiên, điện thoại bàn đổ chuông. Soạt, tất cả cổ đông đều kinh ngạc nhìn qua. Đại hội cổ đông như này, trừ phi trời sập, nếu không, không thể nào có người gọi điện làm phiền. Lý Bình Tông cau mày, nhấc điện thoại, có chuyện gì? Trong điện thoại vang lên giọng nói sợ hãi, hội trưởng, cậu ba bị giết rồi. Cái gì? Lý Bình Tông sượt một cái đứng bật lên, suýt nữa xuất huyết não tại chỗ. Đôi mắt già nua của ông ta tràn đầy tia máu. Co lại dữ dội, ăn nói bừa bãi. Tuyệt đối không thể nào. Bên cạnh Tái Hy có mấy trăm vệ sĩ,
trong đám đông cũng có bảo vệ ngầm, người nào có thể giết được nó? Ông đang lừa tôi phải không? Nổ bom, hạ độc, súng bắn tỉa. Tôi biết rồi, chắc chắn là phụ nữ. Lý Bình Tông vô cùng tức giận, tên ngu xuẩn này, tôi đã nói với nó rồi, bớt chơi phụ nữ đi. Sớm muộn gì nó cũng chết trên bụng phụ nữ. Người trong điện thoại cười không được khóc không xong, hội trưởng, không phải phụ nữ, không liên quan đến phụ nữ. Là một người Long Quốc, trực tiếp xuất hiện trên quảng trường Đại học Thủ đô, đã bóp vỡ cổ họng của cậu ba trước mặt hàng trăm ngàn người. Lý Bình Tông. Một lát sau, Lý Bình Tông cất giọng nghiêm trọng, người Long Quốc. Đúng thế, hình như nói tên là Diệp Bắc Minh, gì đó. Diệp Bắc Minh. Nghe thấy ba chữ này, trái tim của Lý Bình Tông liền đập chậm nửa nhịp. Ầm ầm. Bỗng nhiên, một tiếng động lớn vang lên, trời rung đất chuyển. Giống như đã xảy ra một vụ nổ khủng bố. Tất cả cổ đông của tập đoàn Lý Thị trong phòng họp đều chấn hãi nhìn qua cửa lớn của tổng bộ tập đoàn Lý Thị. Chỉ thấy, ở cổng chính của khu công nghiệp rộng lớn, ánh lửa ngút trời phản chiếu ngược ở sâu trong đồng tử của tất cả mọi người. Tút tút tút, tinh tinh tinh, tang tang tang, gần như điện thoại của tất cả cổ đông tập đoàn Lý Thị cùng đổ chuông. Ông chủ, không ổn rồi, có người xông vào khu công nghiệp chúng ta. Có người xông vào, ma quỷ, có ma xông vào. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lý Bình Tông hét lớn một tiếng, đổi sang camera giám sát ở cổng lớn cho tôi. Vâng, một cô thư ký căng thẳng đổi camera. Một cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ xuất hiện. Chỉ thấy một thanh niên Long Quốc tay cầm một thanh kiếm đầu rồng màu đen giết vào trong khu công nghiệp của tập đoàn Lý Thị. Đi theo phía sau là một cô gái nghiêng nước nghiêng thành, vẻ mặt hiện ý cười. Cách cách cách, trong khu công nghiệp của tập đoàn Lý Thị, có rất nhiều binh sĩ Phụng Quốc trang bị võ trang súng đạn canh gác. Một lúc mấy trăm người xông ra, nổ súng với Diệp Bắc Minh và Hoàng hậu Hồng Đào. Cách cách cách, đạn dược bắn đến liên tục không ngớt như mưa rơi. Bằng, Diệp Bắc Minh giống như một sát thần, không hề có ý hạ thủ lưu tình. Chém một kiếm ra, gió tanh mưa máu. Mấy trăm binh sĩ Phụng Quốc bị giết, máu chảy thành sông. Nhưng, Diệp Bắc Minh cũng không ra tay với người bình thường. Chỉ giết những kẻ chủ động đến ngăn cản anh. Thật to gan, biết nơi này là nơi nào không? Một tiếng quát vang lên. Một người đàn ông trung niên nhảy xuống từ trên tòa nhà cao tầng bên cạnh. Ông ta cầm một thanh trường kiếm, chém ra một đường kiếm khí vô cùng sắc bén, trực tiếp lấy đầu của Diệp Bắc Minh. Võ tôn trung kỳ. Khí tức thực sự khủng bố. Nếu võ giả bình thường xông vào khu công nghiệp của tập đoàn Lý Thị gặp phải người này, thì sẽ chết chắc. Nhưng, ông ta lại đối diện với Diệp Bắc Minh. Anh giơ tay, chém kiếm đoạn long ra. Kiếm khí khuấy động. Phập, vị võ giả võ tôn trung kỳ này đang nổ tung trong không trung. Diệp Bắc Minh cũng chẳng thèm có ý nhìn ông ta thêm một cái, có sự giúp đỡ của tháp càn khôn chấn ngục, anh trực tiếp khóa chặt vị trí của một nhóm lãnh đạo cấp cao tập đoàn Lý Thị. Lý Bình Tông nhìn Diệp Bắc Minh trong camera, sợ đến suýt rớt cả cằm xuống đất. Trong phòng họp tĩnh lặng như cái chết. Có còn là người không? Đạn dược cũng không sợ. Mau, hội trưởng đại nhân, mau đi gọi tướng quân Kim chi viện, có người kinh hãi kêu lớn. Lý Bình Tông phản ứng lại, lập tức lấy điện thoại ra gọi, alo, tướng quân Kim, xảy ra chuyện lớn rồi. Tôi biết rồi. Trong điện thoại vang lên giọng nói lạnh lùng, có người xông vào khu công nghiệp của các ông. Ông yên tâm, chúng ta đã cho chiếc máy bay chiến đấu thế hệ Thunder BA-1 được mua từ Hùng Quốc, tấn công hắn từ trên không trung. Ầm ầm, tiếng động cơ vang lên, mọi người đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Năm chiếc máy bay chiến đấu lôi đình BA-1 xuất hiện trên bầu trời khu công nghiệp. Chúng nhắm thẳng vào Diệp Bắc Minh. Tập trung, chuẩn bị nổ súng. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua mấy chiếc máy bay chiến đấu trên trời, cửu sư tỷ, đợi em một lát. Được. Hoàng hậu Hồng Đào nở một nụ cười cưng chiều. Ngay sau đó, vút, Diệp Bắc Minh sử dụng thuật đằng không bay lên vài trăm mét. Rồi chém ra một kiếm quét ngang bầu trời. Rầm, 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 rầm. Năm chiếc máy bay chiến đấu lôi đình BA-1 nổ tung trước mắt đám người Lý Bình Tông. Vãi trưởng. Tướng quân Kim trong điện thoại thấy thế thì kinh hãi hét to. Ông ta sợ tới mức ngắt điện thoại giữa chừng.
Lý Bỉnh Tông hãi hùng run cả người. Thế mà Diệp Bắc Minh lại biết bay. Còn dùng một kiếm chém nát 5 cái máy bay chiến đấu luôn sao? Đây có khác gì huyền thoại không? Khi tất cả còn đang ngẩn ngơ. Bỗng một tiếng nổ vang lên, cửa phòng làm việc mở tung. Một người hệt như thần chết đang chậm rãi bước vào. Ánh mắt người nọ lạnh như băng, nhìn thoáng qua cả đám rồi dừng trên người Lý Bỉnh Tông. Tôi không muốn nói lời thừa thãi, con trai ông đã bán đứng ông rồi. Cho ông 3 phút, nói cho tôi biết người Long Quốc mà ông liên lạc là ai. Khóe mắt Lý Bỉnh Tông run rẩy, ông ta hít một hơi thật sâu rồi đáp, Diệp Bắc Minh, đây là Cao Ly Quốc, cậu dám. Ông không biết điều là gì sao? Diệp Bắc Minh ngắt lời ông ta. Anh rất lười nghe mấy câu dư thừa đó. Anh lấy từ đâu ra mấy cây ngân châm rồi đâm vào người Lý Bỉnh Tông. Trong nháy mắt, ông ta như bị hàng ngàn con kiến sâu xé. Đau đến nỗi lăn lộn trên mặt đất, kêu la cực kỳ thảm thương. Quỷ môn thập tam châm. Thuận thế thì cứu người, nghịch thế thì giết người. Lý Bỉnh Tông đi lại, dập đầu trong điên cuồng nói, á. Giết tôi đi, cầu xin cậu giết tôi đi. Diệp Bắc Minh rét lạnh nhìn ông ta. Anh không thèm nói dù chỉ là một câu. Một giây, hai giây, ba giây. Đến cả ba giây mà Lý Bỉnh Tông cũng không chịu đựng được. Tôi nói, đó là cửu thiên tuế. Là cửu thiên tuế của Long Quốc các cậu. Diệp Bắc Minh nghiêm túc, cửu thiên tuế ư. Ầm ầm. Bỗng nhiên, một tia sét giáng xuống, đục một lỗ trên vách tường phòng họp. Ngay lập tức, cả căn phòng ngập tràn trong tia điện. Những cổ đông của tập đoàn Lý Thị đều bị thiêu thành đống cho đến cả cơ hội kêu la cũng không có. Tiểu sư đệ cẩn thận. Hoàng hậu Hồng Đào rất sợ hãi, nhanh chóng bay lên tóm lấy Diệp Bắc Minh. Cánh tay thon thả ngọc ngà tung ra một quyền nện vào sàn bê tông. Rầm. Tiếng nổ vang lên, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Cô ấy lập tức tóm Diệp Bắc Minh nhảy xuống. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, rốt cuộc mày cũng đến đây rồi. Một tiếng cười to truyền tới, vang dội như tiếng sấm. Trên nóc một tòa nhà cao chọc trời phía đối diện, một người đàn ông da trắng đang đứng đó. Người nọ sở hữu mái tóc vàng, đôi mắt xanh biếc và dáng người mảnh khảnh. Mặt mũi như tượng tạc. Trong tay ông ta cầm một cái chùy sắc, xung quanh có sấm chớp nhấp nháy. Diệp Bắc Minh hít mắt, ông chính là Lôi Thần à. Gào. Một tiếng giống to như dã thú vọng tới, còn có tao nữa, Diệp Bắc Minh, mày xuống địa ngục đi. Người đàn ông cao khoảng chừng 3 thước xuất hiện. Khắp người ông ta đều là lông mao đen dài. Trông như người gấu vậy. Trong tay ông ta cầm một cái búa lớn, từ phía cuối chân trời đi tới. Lôi Thần nói, ông giữ chân cậu ta trong 3 giờ để tôi dẫn thiên lôi tới đánh chết cậu ta. Hùng Vương nhếch miệng cười, vậy chưa chắc ông có cơ hội ra tay đâu. Ông ta giơ 3 ngón tay lên, vẻ mặt rất kiêu ngạo. 30 giây, tôi sẽ đánh cậu ta sấp mặt. Hai người cười cợt thảo luận chiến thuật trước mặt Diệp Bắc Minh. Cả hai chẳng thèm đặt anh vào mắt. Ông cẩn thận chút, tên nhãi này rất quái lạ. Lôi Thần nhắc nhở. Cậu ta có thể bỗng nhiên bùng nổ lực lượng vượt mức đấy. Hùng Vương kinh thường bảo, bàn về lực lượng thì tôi số 1 không ai số 2 đâu. Lôi Thần không nói gì nữa. Ông ta giơ cái chùy trong tay lên trời. Ầm ầm. Một tia sét giáng xuống. Cả bầu trời Cao Ly Quốc gió nổi mây phun. Một cái lốc xoáy khổng lồ dần hình thành trong không trung. Trông hệt như tận thế sắp tới. Ngay giờ phút ấy, hơn 10 triệu người trong thủ đô Cao Ly Quốc đều nhìn về phía khu công nghiệp của tập đoàn Lý Thị. Đây là cái quái gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế? Tận thế sắp tới sao? Lực lượng thật đáng sợ. Chuyện gì xảy ra thế này? Ánh mắt mọi người đổ dồn vào cái lốc xoáy khủng khiếp đang thành hình kia. Ngay khi ấy, trên đài truyền hình của Cao Ly Quốc, biên tập viên nữ đưa tin, trong vòng 1 giờ tới sẽ có dông bão kéo tới, mời người dân tránh xa các kiến trúc bằng kim loại. Tránh xa nguồn điện, các cơ dẫn lửa và nguồn nước, ở im trong nhà, đóng kỹ cửa. Trên bầu trời thủ đô Cao Ly Quốc ngập tràn trong sự hủy diệt dữ dội. Cùng lúc đó, Cao Ly Quốc, phủ quốc chủ. Hơn 100 nghị sĩ đang ngồi đây. Bọn họ vô cùng căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Hình ảnh bên trong chính là cảnh trong khu công nghiệp tập đoàn Lý Thị. Tổng thống Cao Ly Quốc căng thẳng đến nỗi tim sắp rơi ra ngoài, chuyện gì đang xảy ra vậy,
sao Diệp Bắc Minh lại đánh đến tận cửa Cao Ly quốc của chúng ta thế? Cả phòng yên lặng, không một ai lên tiếng. Một lát sau, một nghị sĩ phát biểu, quốc chủ, chuyện này không liên quan tới chúng ta, là do người của Hùng quốc gây ra. Người của Hùng quốc sao? Quốc chủ Cao Ly quốc biến sắc, bọn họ nào dám đắc tội Hùng quốc? Một nghị sĩ khác cười bảo, quốc chủ, chuyện này chưa chắc là tệ đâu. Hả? Quốc chủ Cao Ly nhìn qua. Người nghị sĩ nọ cười đáp, đối với Long quốc mà nói, Diệp Bắc Minh cực kỳ hữu dụng. Có Diệp Bắc Minh ở đó, tương lai ắt sẽ trở thành người bảo vệ của Long quốc. Hơn nữa, Diệp Bắc Minh mới 23 tuổi, còn lâu mới trưởng thành. Quốc chủ, người nói xem, Hùng quốc và Lang quốc nóng lòng muốn giết chết Diệp Bắc Minh lẽ nào chỉ vì báo thù hay sao? Không phải, người nghị sĩ nọ lắc đầu nói tiếp, bọn họ không muốn Long quốc phất lên mà thôi. Diệp Bắc Minh vang danh giới võ đạo Á Châu, mà nay chết trên đất Cao Ly chúng ta, đó chẳng khác nào là đả kích nghiêm trọng với Long quốc. Hơn nữa, danh tiếng của Cao Ly quốc sẽ như nước lên thì thuyền lên. Dù sao Diệp Bắc Minh chết trên đất chúng ta đấy. Quốc chủ Cao Ly hơn lo lắng nói, nếu Long quốc chế tài chúng ta thì phải làm sao? Tất cả các nghị viên khác đều nở nụ cười, chế tài sao? Chỉ là một Long quốc mà thôi. Chỉ cần chúng ta dựa dẫm vào Hùng quốc thì Long quốc làm gì được chúng ta chứ? Quốc chủ, người cứ yên tâm đi, chỉ cần ngồi xem Diệp Bắc Minh chết như thế nào là được. Quốc chủ Cao Ly nhíu này, nếu Diệp Bắc Minh thắng thì sao? Ngay sau đó, cả phòng hội nghị chìm trong tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Giây tiếp theo. Ha ha ha. Tiếng cười rộ lên. Quốc chủ, sao Diệp Bắc Minh có thể sống sót được chứ? Lôi thần là ai? Ông ta là một trong các vị thần của phương Tây, giết Diệp Bắc Minh dễ như trở bàn tay thôi. Người cứ yên tâm đi, Diệp Bắc Minh chết chắc rồi. Tất cả mọi người đều nhao nhao khẳng định điều đó. Chỉ có mỗi quốc chủ Cao Ly lòng đầy bất an. Ông ta nhíu mày. Lòng chợt nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, nếu Diệp Bắc Minh chiến thắng thì sợ rằng Cao Ly quốc của chúng ta chỉ có nước đầu hàng, vĩnh viễn lệ thuộc vào Long quốc. Một bên khác, vùng ngoại thành thủ đô Cao Ly. Quân đội của Hùng quốc đang đóng quân tại đây. Tướng quân Ơsep nâng tách cà phê nhìn vào màn hình, chà, đã 3-40 năm nay lôi thần không ra tay rồi. Một nữ sĩ quan đứng bên cạnh cười nói, tướng quân, để giết một tên Diệp Bắc Minh mà phái cả lôi thần thì quá lãng phí rồi. Ơsep mỉm cười lắc đầu. Không, không hề lãng phí. Tuy Diệp Bắc Minh chỉ là một con người thôi nhưng chiến lực tổng hợp của cậu ta lại cực kỳ khủng khiếp. Khả năng phát triển lại không thể đong đếm. Dựa vào số liệu thống kê của Cục Tình báo Quốc gia, sức mạnh của Diệp Bắc Minh có thể tương đương với 10 sư đoàn. Cái gì? 10 sư đoàn? Nữ sĩ quan kinh ngạc, đôi mắt to tròn long lanh đầy vẻ ngỡ ngàng. Ơsep không để ý tới nữ sĩ quan, ông ta híp mắt, trận chiến bắt đầu rồi. Cạch cạch cạch, Hùng Vương cầm một cái búa khổng lồ nặng nề lao tới như một con thú hoang. Chẳng mấy chốc ông ta đã xuất hiện ngay gần Diệp Bắc Minh, cái búa lớn đập tới chỗ tòa nhà. Một cơn dư chấn lan ra, cả tòa nhà chấn động. Bức tường chịu lực vậy mà lại bị đập một lỗ lớn bán kính hơn 10 mét. Lộ ra những thanh thép to khoảng bằng cánh tay người trưởng thành bên trong. Búa thứ hai nện xuống. Rồi tới búa thứ ba. Tòa nhà văn phòng lung lay, nó sụp xuống rồi ngã thẳng qua một bên. Một vài nhân viên cao cấp trong tập đoàn Lý Thị sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Diệp Bắc Minh và Cửu Sư Tỷ bay thẳng lên trời rồi đáp xuống đất. Cửu Sư Tỷ mỉm cười hỏi, tiểu sư đệ, cần chị hỗ trợ không? Diệp Bắc Minh lắc đầu, một mình em được rồi. Gào! Hùng Vương giống lên. Tuy cơ thể ông ta rất cồng kềnh nhưng tốc độ lại đáng sợ. Chốc lát đã xuất hiện ngay trước mặt Diệp Bắc Minh. Ông ta giơ cao cái búa trong tay lên, giáng thẳng xuống chỗ Diệp Bắc Minh, đồ côn trùng nhỏ bé kia, được chết dưới búa của tao chính là vinh hạnh của mày. Búa giáng xuống. Giết! Diệp Bắc Minh tức giận gầm lên, kiếm đoạn long xuất hiện trong tay, chém ra. Dầm! Kiếm đoạn long và cái búa nặng trịch của Hùng Vương va chạm vào nhau. Cái đằng sau như một miếng đậu hũ bị đánh văng ra. Nửa cái búa bay ra ngoài. Trên bề mặt được đúc bằng sắt thép của cái búa lớn kia xuất hiện một vết cắt trơn nhẵn như gương. Làm sao có thể? Hùng Vương ngơ ngác,
sợ tới mức phải lui ra sau mấy bước. Ông ta chết chân nhìn chằm chằm vào kiếm Đoạn Long trong tay Diệp Bắc Minh, lòng tham chợt nổi lên. Bảo bối đó phải thuộc về tao. Vậy mà ông ta dám không để tâm tới sát thương kiếm Đoạn Long mang lại. Muốn chết, con người Diệp Bắc Minh rét lạnh, kiếm Đoạn Long chém về phía cánh tay của Hùng Vương. Xoẹt, một kiếm kia thất bại. Hùng Vương quỷ dị xuất hiện ngay đằng sau Diệp Bắc Minh. Tuy vóc dáng của ông ta rất thô bỉ nhưng độ linh hoạt lại chẳng phải dạng vừa. Hùng Vương nhìn chằm chằm vào cổ Diệp Bắc Minh, ông ta nhe răng cười, đồ côn trùng ngu xuẩn, để tao xé rách đầu của mày. Cặp móng vuốt chộp tới đầu Diệp Bắc Minh. Dường như ông ta đã tưởng tượng ra cảnh não của Diệp Bắc Minh văng tứ tung rồi. Diệp Bắc Minh nhấc chân sau lên, đạp vào bụng Hùng Vương. Rầm. Hùng Vương bị đạp bay ra ngoài cả trăm mét nhanh như xe lửa. Trên mặt đất xuất hiện một cái rãnh rất sâu. Đây, trong phủ quốc chủ của Cao Ly quốc tĩnh lặng như tờ. Một nghị sĩ cười bảo, không sao cả, đừng lo lắng. Lực lượng cơ thể của Hùng Vương rất kinh khủng, có thể chống lại đạn bọc thép nữa mà. Một đạp này của Diệp Bắc Minh không thấm vào đâu hết. Trong quân doanh, tướng quân Ơsep nhướng mày, hả? Ngay sau đó, gào, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Hùng Vương chật vật đứng lên. Ông ta điên loạn nắm chặt tay đánh vào ngực mình. Người trong phủ quốc chủ Cao Ly quốc và Ơsep trong quân doanh đều thở phào nhẹ nhõm. Hùng Vương căm tức nhìn về phía Diệp Bắc Minh nói, tao muốn xé nát mày. Ngay lập tức, Hùng Vương sửng sốt, hả? Người đâu rồi? Diệp Bắc Minh vừa nãy còn đứng đó mà giờ lại không thấy đâu hết. Lúc này, lôi thần trên nóc nhà hét to, Hùng Vương cẩn thận. Cậu ta ở sau lưng ông. Hùng Vương bất ngờ, không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. Ông ta chỉ thấy Diệp Bắc Minh đã xuất hiện ngay đằng sau mình rồi. Tốc độ của mày. Hùng Vương vừa mở miệng nói gì đó. Phụt. Kiếm Đoạn Long chém xuống. Nửa câu sau của Hùng Vương mắc nghẹn trong cổ họng, ông ta đứng im bất động giống như pho tượng. Trong phủ quốc chủ của Cao Ly quốc, mọi người đều kinh hãi, sao Hùng Vương lại bất động thế? Tướng quân Ơsep cũng cảm thấy có gì đó bất hợp lý. Tách cà phê trên tay cứng đờ giữa không trung. Ngay sau đó, trong màn hình, cơ thể của Hùng Vương bị chẻ ngang như có một chiếc máy cưa vô hình lướt qua. Phụt, máu tươi phun trào, cơ thể ông ta bị chẻ thành hai. Hùng Vương, tử trận. Vãi, tất cả nghị sĩ trong phủ quốc chủ của Cao Ly quốc đều khiếp hãi. Cơ thể bọn họ cứng ngắc. Quốc chủ Cao Ly sợ run người. Miệng thì thào, tại sao lại thế? Á! Trong quân doanh, nữ sĩ quan xinh đẹp sợ hãi hét. Tay tướng quân Ơsep run lên, cà phê đổ hết lên người. Ông ta bị bỏng mà trợn mắt. Quân trang thấm đẫm mồ hôi lạnh, thế mà Hùng Vương lại bị chém. Trình độ võ đạo của Diệp Bắc Minh rốt cuộc đến đâu chứ? Không ổn rồi, nếu lôi thần cũng. Phải chuẩn bị đường rút gấp, hôm nay Diệp Bắc Minh phải chết. Trên nóc nhà. Khóe mắt lôi thần run run, mày. Sắc mặt ông ta liên tục biến đổi, Hùng Vương tử trận rồi. Ông ta biết rất có thể Hùng Vương không phải là đối thủ của Diệp Bắc Minh nhưng ai ngờ rằng cái chết của Hùng Vương lại chóng vánh như vậy. Một kiếm là chết queo. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, nhìn vào lôi thần đang đứng trên nóc nhà. Bầu trời dày đặc mây đen, thời tiết biến động thất thường. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhớ, nhóc con. Cái chùy trong tay ông ta được rèn từ đá lôi minh. Đá lôi minh ư? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp lời, đúng vậy, đá lôi minh được sinh ra trong lôi điện, rất hiếm thấy. Nó có thể sử dụng lực lượng sấm sét, cơ thể của võ giả bình thường không thể chống chịu được. Mà cửu chuyển kim thân quyết của cậu còn chưa tiến vào tầng thứ hai nên sẽ rất nguy hiểm. Diệp Bắc Minh lắc đầu nói, tôi sẽ không cho ông ta cơ hội. Anh từ từ bước ra. Vút. Diệp Bắc Minh bám vào tường tòa nhà lao lên như tên lửa. Chẳng mấy chốc anh đã xuất hiện trên đỉnh. Đồng tử lôi thần co rút, Diệp Bắc Minh, mày chết đi. Sấm tới. Ông ta hét to. Cái chùy của lôi thần bùng nổ một tia chớp dũng mãnh giáng về phía Diệp Bắc Minh. Lực lượng hủy diệt đầy khủng bố khiến Diệp Bắc Minh nhướng mày. Vút. Anh lướt qua nó. Ngay khi anh né khỏi tia sấm sét ấy. Sàn bê tông dưới chân lập tức bị xuyên thủng một lỗ cháy đen. Sắt thép cấu tạo lên bê tông đều bị tan chảy. Nhiệt độ kinh thật.
Diệp Bắc Minh bất ngờ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, không phải nói ngoa đâu, khi sấm sét bùng nổ thì nhiệt độ sinh ra cao tới tận mấy chục nghìn độ, còn hơn 10.000 độ nữa đó, thậm chí có khi lên tới mấy triệu độ cũng được nữa là. Máu thịt bị dính chút thôi cũng bị đánh thành cho bụi. Sắc mặt Lôi Thần tái nhợt, ông ta không ngờ rằng Diệp Bắc Minh lại tránh được đòn ấy. Ông ta tiếp tục vung chùy Lôi Thần lên, chuẩn bị tung ra cú đánh thứ hai. Còn một lần nữa sao? Diệp Bắc Minh nở nụ cười. Vút! Anh lại lướt lên, tung ra một quyền. Đồng tử Lôi Thần hơi co, ông ta biết sức mạnh của Diệp Bắc Minh kinh khủng nhường nào. Bèn dùng chùy Lôi Thần đánh tới. Diệp Bắc Minh lật cổ tay, biến nắm đấm của mình thành kiếm đoạn long. Keng! Kiếm chém vào đá Lôi Minh. Ấy vậy, đá Lôi Minh bị chém làm đôi như một miếng đậu hũ. Cái gì, kiếm của mày là cái quái gì thế? Lôi Thần kinh hãi thật rồi, ông ta hít một hơi thật sâu. Diệp Bắc Minh cũng rất ngỡ ngàng, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục này, đá Lôi Minh mềm mại như vậy à? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục buồn cười trả lời, đá Lôi Minh quả thật không tệ, nhưng chỉ là không tệ mà thôi. Nếu so sánh với kiếm đoạn long trong tay cậu thì chẳng khác nào rác rưởi. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Lôi Thần chấp lấy thời cơ, cần nửa cái chùy Lôi Thần trong tay mình đánh về phía Diệp Bắc Minh. Ông ta chơi trò đánh lén. Diệp Bắc Minh huấn luyện với con rối hình người suốt 3 ngày 3 đêm nên khả năng phản xạ rất ngược đời. Anh tùy tiện né tránh đòn tấn công của Lôi Thần rồi thuận chân đá ra một phát. Rầm. Lôi Thần bị đá lộn nhào bay ra ngoài, ngã từ mái nhà xuống độ cao hơn 100 mét. Tiếng rung chấn truyền tới. Mặt sàn bê tông nổ tung, Lôi Thần quay cuồng ngã xuống, máu tươi phun ra không ngớt. Xương cốt trên người hình như gãy mấy chục cái. Ông ta vừa đứng dậy thì bị một chân của Diệp Bắc Minh đã giẫm nát đầu. Anh lại lần nữa đạp ông ta ngã sâu vào trong hố, là ông muốn giết tôi hay là Hùng Quốc muốn giết tôi? Vẻ mặt của Lôi Thần đầy sự nhục nhã, tơ máu hiện lên ngập mắt ông ta, Diệp Bắc Minh, mày. Hỏi thì trả lời đi chứ. Diệp Bắc Minh lại đạp xuống. Tiếng răng rắc vang lên giòn tan. Bả vai của Lôi Thần nát bét, nửa người giẫm thành miếng thịt nát. Á! Lôi Thần đau đớn kêu la thảm thiết, kinh hoàng nhìn vào Diệp Bắc Minh. Ông ta không ngờ rằng Diệp Bắc Minh lại ra tay lưu loát như vậy, ông ta giống to, Diệp Bắc Minh, tao xuất thân từ núi của các vị thần phương Tây, mày dám đối xử với tao như vậy hả? Lẽ nào mày không sợ các vị thần phương Tây hợp tác? Diệp Bắc Minh ngắt lời ông ta, làm nhảm nhiều thế, trí nhớ của ông không tốt lắm nhỉ? Hai tiếng răng rắc liên tục vang lên. Một cặp đùi của Lôi Thần bị giẫm nát vụn. Anh thở dài nói, thần hả? Thần gì mà yếu nhất? Lôi Thần tức đến độ muốn hộc máu, ông ta tức tối hét lên, ông rách, ông còn muốn đợi đến khi nào nữa? Lẽ nào trơ mắt nhìn tôi bị giết thật sao? Còn người nữa à? Diệp Bắc Minh híp mắt lại. Anh cũng cảm nhận được ai đó. Ở một phương hướng có một luồng khí tức rất mạnh. Một lát sau, luồng khí tức ấy biến mất. Diệp Bắc Minh cười khẽ, hình như cứu viện của ông trốn rồi. Ông rách trong miệng Lôi Thần không xuất hiện, mặt mũi ông ta xám xịt như cho tàn, dường như biết bản thân mình toi đời rồi. Lôi Thần vội vã sửa miệng, Boss, là Hùng Quốc muốn giết người, bọn họ sợ Long Quốc phất lên nhờ vào người. Vậy nên mới muốn giết người. Boss, tôi đồng ý rời khỏi Hùng Quốc, từ nay trở đi phục vụ dưới trướng của người. Chỉ cần người tha mạng cho tôi thì từ nay về sau tôi sẽ là Lôi Thần của Long Quốc. Là người hầu của người. Chỉ cần sống sót, thì bảo Lôi Thần làm gì cũng được. Diệp Bắc Minh nhấc chân lên, là một kẻ tàn phế mà cũng muốn làm Lôi Thần của Long Quốc, ông xứng à? Dầm! Anh giẫm chân xuống. Giẫm nát đầu của Lôi Thần. Trái tim của các nghị sĩ trong phủ quốc chủ Cao Ly Quốc co rút theo cái đầu nổ tung của Lôi Thần. Hơn 100 nghị sĩ ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy cũng đều rất kinh hoàng. Hùng Quốc và Lang Quốc liên minh với nhau rồi mà vẫn không thể giết chết được Diệp Bắc Minh ư. Quốc chủ, làm sao bây giờ? Mọi người ngơ ngác nhìn về phía quốc chủ Cao Ly. Quốc chủ Cao Ly sững sờ, sắc mặt trắng bệch, chuyện này vốn không liên quan đến chúng tôi giải thích rõ ràng là được. Đồng thời nộp quốc thư, đầu hàng Long Quốc. Trong phủ quốc chủ. Lặng ngắt như tờ. Diệp Bắc Minh cầm hai hòn đá Lôi Minh bị cắt nửa. Một trọng lượng khủng bố truyền tới.
Diệp Bắc Minh kinh ngạc, hai hòn đá này cộng lại tối thiểu nặng mười mấy tấn. Ngoài phóng ra sấm sét, nó còn có tác dụng gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, luyện đan. Luyện đan? Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Tảng đá cũng có thể luyện đan sao? Vừa hỏi ra tiếng. Vù 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 vù. Bỗng nhiên. Không trung truyền đến tiếng báo động phòng không. Mí mắt Diệp Bắc Minh giật giật, sao vậy? Vào lúc này, ông Jack đã rời khỏi phạm vi khu công nghiệp của tập đoàn Lý Thị. Mới vừa rồi, lúc ông ta chuẩn bị ra tay, đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Hiện tại, cảm giác nguy hiểm này lại đến. Ở trên trời, ông Jack giật mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một đầu đạn cực lớn đang nhanh chóng bay tới. Đây là... Con người ông Jack có rút kịch liệt, chửi ầm lên, CK. CK, CK, CK. Ơ sếp, ngay cả tao mà mày cũng muốn giết. Tên điên, cái thằng điên này. Trái tim ông Jack bị dọa đến phát nổ. Ông ta điên cuồng chạy ra xa. Hoàng hậu Hồng Đào biến sắc lao đến, bổ nhào vào Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, cẩn thận, đó là bom nguyên tử. Ông Jack kêu thảm thiết. Trong nháy mắt, sức mạnh của quả bom nguyên tử làm ông ta bốc hơi hoàn toàn. Dù có nằm mơ, ông ta cũng chẳng thể ngờ bản thân lại chết dưới tay người của mình. Joseph đứng trước doanh trại, nhìn về phía khu công nghiệp của tập đoàn Lý Thị. Một đám mây hình nấm chậm rãi mọc lên. Phản chiếu vào cặp kính râm lớn của ông ta. Nữ sĩ quan bên cạnh sớm đã mướt mồ hôi lạnh. Đối phó kẻ hèn Diệp Bắc Minh, thế mà dùng đến cả bom nguyên tử. Joseph khẽ nói, kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Cửu sư tỷ. Diệp Bắc Minh gào giống. Xung quanh đều là lửa cháy hừng hực. Ánh lửa tận trời. Nhiệt độ cao đến dọa người. Một tòa tháp trong suốt tạo từ năng lượng xuất hiện, bảo vệ Diệp Bắc Minh và Hoàng hậu Hồng Đào bên trong. Ngăn trở nhiệt lượng kinh khủng sinh ra từ vụ nổ hạt nhân. Giờ phút này, Diệp Bắc Minh ôm cửu sư tỷ hôn mê bất tỉnh, đôi mắt toàn là tơ máu. Mới vừa rồi, trong chớp mắt bom nguyên tử phát nổ, cửu sư tỷ đã lao tới. Cô ấy bộc phát ra toàn bộ nội lực, bảo hộ Diệp Bắc Minh. Thời điểm vụ nổ hạt nhân xảy ra, cửu sư tỷ bị bức xạ nhiệt khủng bố đánh sâu vào, kinh mạch toàn thân vỡ vụn. Nội tạng bị phá hủy. Sau lưng máu thịt be bét. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục rút ra 9 phần nội lực của Diệp Bắc Minh, tạo thành một lồng phòng hộ, ngăn cản dư âm sau đó. Đây là một quả bom nguyên tử cỡ nhỏ, không phải là loại đủ để phá hủy một thành phố. Nhưng thật sự cũng quá đáng sợ. Trong vòng 5 km xung quanh không còn một ngọn cỏ. Đất khô cháy xém. Cửu sư tỷ yếu ớt mở to mắt, tiểu sư đệ. Chị đau quá, em không sao là tốt rồi. Sứ mệnh của chị, chính là bảo vệ em. Xong, nhiệm vụ của chị đã hoàn thành. Cô ấy nghiêng đầu. Ngất đi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mở miệng, nhóc, tính mạng của cô ấy đang nhanh chóng biến mất. Toàn thân Diệp Bắc Minh run rẩy, không, cửu sư tỷ, chị không thể chết. Vèo. Anh trực tiếp lấy ra quỷ môn thập tam châm. 13 ngân châm cùng xuất hiện, đâm vào trong cơ thể cửu sư tỷ. Anh còn lôi dược liệu ngàn năm cho cửu sư tỷ ăn. Dược liệu ngàn năm vô cùng quý giá. Luyện chế thành đan dược mới có thể phát huy tối đa dược hiệu của nó. Ăn trực tiếp sẽ lãng phí rất nhiều dược hiệu. Nhưng lúc này, Diệp Bắc Minh hoàn toàn không quan tâm nhiều đến thế, cửu sư tỷ, chị sẽ không sao cả, chị chắc chắn sẽ không có việc gì. Quỷ môn thập tam châm, cải tử hoàn sinh. Chị sẽ không chết. Diệp Bắc Minh ôm cửu sư tỷ vào trong lòng. Sát ý trong mắt càng trở nên nồng đậm. Cao Ly Quốc, trong phủ quốc chủ. Hơn 100 tên nghị sĩ và quốc chủ Cao Ly nhìn đám mây hình nấm ngoài cửa sổ. Tất cả đều ngây người. Con người kịch liệt co rút, ngơ ngác nhìn mây nấm bên ngoài. Quốc chủ Cao Ly thì thào, người Hùng Quốc thật sự dám sử dụng bom nguyên tử. Nội tâm cực kỳ chấn động. Điên cuồng. Người Hùng Quốc quá điên cuồng. Xem ra Diệp Bắc Minh hoàn toàn xong rồi. Tập đoàn Lý thì cũng xong rồi, đây chính là đầu tàu kinh tế của Cao Ly Quốc chúng ta. Long Quốc thiệt hại một Diệp Bắc Minh, chúng ta thiệt hại tập đoàn Lý thị. Tất cả đều tổn thất nặng nề. Chỉ có Hùng Quốc được lợi, Hùng Quốc đáng chết. Rất nhiều nghị sĩ nghiến răng nghiến lợi. Hàng năm tập đoàn Lý thị đóng góp trên 70% GDP cả nước.
tập đoàn Lý Thị bị bom nguyên tử san bằng, kinh tế của Cao Ly Quốc xong đời. Long Quốc, Long Đô. Lục Tuyết Kỳ nhận được điện thoại của cấp dưới, cái gì? Tiểu sư đệ và cửu sư muội bị đám người Hùng Quốc ném bom nguyên tử ở Cao Ly Quốc. Ngay lập tức, Lục Tuyết Kỳ tức giận đến toàn thân run rẩy. Cô ấy quát lớn, cấp dưới của Lục Tuyết Kỳ, toàn thể Long Hồn nghe lệnh, đến Cao Ly Quốc. Lục Tuyết Kỳ vừa chấn chỉnh đội quân Long Hồn, vừa thông báo cho mấy người Vương Như Yên, Liễu Như Khanh. Nước mắt Vương Như Yên tuôn trào, cái gì? Đám người Hùng Quốc đáng chết, nếu tiểu sư đệ của tao có chuyện gì, tao sẽ trực tiếp đánh đến Hùng Quốc. Liễu Như Khanh đang tuần tra thường ngày ở vùng biển Nam Á. Một nữ tướng quân báo cáo, ngài Tu La, đằng trước có tàu sân bay của Hùng Quốc đang gây hấn. Liễu Như Khanh ngồi trong buồng lái, uống cà phê, không cần để ý tới, dù sao bọn họ cũng không tiến vào vùng biển của Long Quốc. Nó khiêu khích thì kệ nó khiêu khích đi, dù sao cũng không tốn dầu của chúng ta. Rõ. Nữ tướng quân đang muốn lui xuống. Tút tút tút. Điện thoại cá nhân của Liễu Như Khanh đột nhiên vang lên. Cô ấy nghe điện thoại, gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến sắc, tiểu sư đệ. Bị người Hùng Quốc ném bom nguyên tử tại Cao Ly Quốc. Oanh. Trong phút chốc, con người Liễu Như Khanh tràn đầy tơ máu. Cô ấy gào thét, nổ súng. Nổ súng cho tôi. Trong phạm vi 1.000 km ở vùng biển Nam Á. Nếu xuất hiện bất kỳ hạm đội nào của người Hùng Quốc, cho dù là tàu sân bay, không tiếc bất cứ giá nào, trực tiếp đánh chìm cho tôi. Nữ tướng quân hít hà, cái gì? Ngài Tu La, ngài muốn khai chiến với Hùng Quốc sao? Liễu Như Khanh không trả lời. Cô ấy lao thẳng ra ngoài. Sau đó, một chiếc máy bay bay thẳng đến Cao Ly Quốc. 3 giờ sau, 3 người xuất hiện trên đất Cao Ly. Trực tiếp đi đến khu công nghiệp của tập đoàn Lý Thị. Lúc đến đó, 3 người nhìn thấy lửa đỏ hừng hực thiêu đốt phía trước. Đôi mắt lập tức đỏ au. Sắc mặt Vương Như Yên trắng bệch, tiểu sư đệ không có việc gì, em ấy nhất định không sao cả. Người cô bộc phát ra khí thế kinh khủng. Nội lực phóng ra ngoài, hình thành một lớp năng lượng bảo vệ cơ thể. Cô ấy vọt thẳng vào trong biển lửa tận trời. Lục Tuyết Kỳ và Liễu Như Khanh cũng không do dự. Phóng ra lớp năng lượng bảo vệ cơ thể, xông vào biển lửa. Tiểu sư đệ, em đừng dọa các chị. Cùng lúc đó, đôi mắt Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích, anh kinh ngạc mở to mắt, sư tỷ. Sao các chị lại đến đây? Diệp Bắc Minh lo lắng 3 vị sư tỷ xảy ra chuyện. Anh hét lớn, em ở chỗ này. Tiểu sư đệ, 3 vị sư tỷ nghe thấy âm thanh, nhanh chóng chạy về phía đó. Các cô thấy Diệp Bắc Minh không sao, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chớp mắt sau, nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Hoàng hậu Hồng Đào, con người bọn họ lập tức trở nên đỏ tươi. Trong mắt như muốn lồi ra, tơ máu dữ tợn, cửu sư muội. Cửu sư tỷ, xảy ra chuyện gì? 3 vị sư tỷ hỏi. Giọng nói của Diệp Bắc Minh đông lạnh đến tận cùng, cửu sư tỷ vì bảo vệ em nên mất đi toàn bộ nội lực. Chị ấy đã ngăn cản lần phát nổ đầu tiên của bom nguyên tử. Em dùng quỷ môn thập tam châm và nội lực giữ lại tâm mạch của cửu sư tỷ. Chị ấy sẽ không chết, nhưng nội lực, e rằng không về được. Diệp Bắc Minh thở dài. 3 vị sư tỷ im lặng. Trong lòng chỉ còn lại sát ý lạnh như băng. Các cô đồng loạt ra tay, rót nội lực vào trong cơ thể Hoàng hậu Hồng Đào. Dòng dã suốt 3 ngày 3 đêm. Kết hợp với quỷ môn thập tam châm và dược liệu của Diệp Bắc Minh, cuối cùng Hoàng hậu Hồng Đào cũng tỉnh lại. Nhưng cô còn rất yếu ớt. Lửa vẫn đang thiêu đốt hừng hực xung quanh. Diệp Bắc Minh chậm rãi đứng dậy, đôi mắt lạnh lẽo, 3 vị sư tỷ, mọi người chăm sóc cho cửu sư tỷ, em rời đi một lúc. Sư đệ, Vương Như Yên, Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh đồng thời giật mình. Diệp Bắc Minh đã đi ra ngoài lửa lớn. Mấy phi công Hùng Quốc đang tuần tra trên không trung. Mấy người cười nói, tướng quân Osep cũng quá cẩn thận, ông ta ở doanh trại uống cà phê, lại bắt chúng ta đi tuần tra. Có cái gì mà tuần tra, dưới vụ nổ của bom nguyên tử còn có ai có thể sống sót sao? Một phi công khác trả lời, ai biết được, đây là mệnh lệnh của cấp trên, mày nghe lệnh là được. Đêm nay tao dẫn mày đi quán bar đứng đầu Cao Ly vui vẻ tiêu khiển. Đám phụ nữ Cao Ly kia thích chúng ta nhất. Nghe vậy, ha 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 ha,
những phi công khác đều bị ổi cười ra tiếng. Đột nhiên, một phi công thốt lên, đó là gì? Có người. Người. Mấy phi công khác cười lắc đầu. Còn có người cười nhạo, John, mày đừng nói hưu nói vượn, sau vụ nổ hạt nhân, sao có thể? Cổ họng như bị thứ gì chặn lại. Nửa câu sau, bất luận thế nào người kia cũng không nói ra được. Bởi vì, bọn họ tận mắt nhìn thấy, trong biển lửa hừng hực mà vụ nổ hạt nhân mang tới. Một người đàn ông chậm rãi đi ra. Má! Khoảnh khắc trông thấy người đàn ông kia, tất cả phi công đồng thời thở mạnh. Trời ạ! Con người mấy người kịch liệt co rút. Này, này, sao có thể, cậu ta đi ra từ trong vụ nổ hạt nhân. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, ánh mắt mang theo sát ý lạnh như băng. Kiếm đoạn long chém về phía không trung. Bóng kiếm bay đầy trời. Mang theo cơn tức giận cuồn cuộn. Mấy chiếc máy bay tuần tra đều bị đánh rơi. Trong doanh trại của Hùng Quốc tại Cao Ly. Kỳ quái, đám phi công John mất liên lạc. Trên màn hình lớn trong phòng điều khiển, điểm đỏ radar của mấy chiếc máy bay tuần tra đột nhiên biến mất. Một giây sau, tích tích tích, phòng điều khiển truyền đến cảnh báo máy bay tuần tra rơi xuống đất. Gì cơ, rơi tan tác. Mọi người trong phòng điều khiển sững sờ. Một vị quan chỉ huy đi tới, sắc mặt ngưng trọng, kiểm tra video mà máy bay tuần tra quay lại cho tôi. Rõ, video máy bay tuần tra quay lại được điều ra. Mở ra xem. Tất cả mọi người trong phòng điều khiển đều thở gấp. Trời! Sau đó, yên tĩnh. Một lát sau, quan chỉ huy hoảng sợ ra lệnh, mau. Mau đi báo cáo cho tướng quân Ersep. Giọng nói đều thay đổi. Cùng lúc đó, Ersep đang uống cà phê, đọc tài liệu quân sự. Quan chỉ huy chật vật xông tới, tướng quân Ersep, mau 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 mau. Ngài mau nhìn đi. Ông ta đưa máy tính bảng trong tay qua. Tướng quân Ersep không vui, John, cậu cũng dám xông vào phòng làm việc của tôi. Nếu cậu không phải thân tín của tôi, trước khi cậu bước vào cửa, cậu đã bị hộ vệ của tôi vặn gãy cổ rồi. Sắc mặt quan chỉ huy trắng bệnh, tướng quân, trước tiên ngài xem cái này đi đã. Ông ta mạnh mẽ đẩy máy tính bảng qua. John, tôi không thích xem cái này, cậu nói thẳng đi, có chuyện gì? Ersep cau mày. Vị quan chỉ huy này của ông lòng dạ rất sâu, làm việc vững vàng. Hôm nay lại sao vậy? Sao thành ra bộ dạng này? Quan chỉ huy nghẹn ngào, tướng quân, tên người Long Quốc kia, không chết. Gì mà người Long Quốc không chết? Ersep kỳ quái. Ông ta thậm chí không nghĩ đến Diệp Bắc Minh. Trong lòng ông ta, Diệp Bắc Minh đã là một người chết. Bị bom nguyên tử hủy diệt, có thể không chết sao? Quan chỉ huy phun ra ba chữ, Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nào? Ersep nhất thời không phản ứng kịp, thuận miệng đáp lại một câu. Một giây sau, soạt, Ersep như bị ấn nút tạm dừng, bỗng nhiên bật dậy, cà phê trong tay kinh hoàng ném ra xa, cậu nói cái gì? Ai? Mẹ nó cậu nói lại cho tôi là ai? Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh. Ersep xông lên, bóp chặt lấy cổ của quan chỉ huy. Lay động kịch liệt. Quan chỉ huy suýt nữa ngạt thở, ông ta ấn mở video trên máy tính bảng. Trình chiếu. Mẹ. Ersep nhìn vào video, Diệp Bắc Minh đi ra từ trong biển lửa hạt nhân, cả người đứng sững tại đó. Qua gần 5 phút, ông ta hít một hơi thật sâu, ra lệnh đi, đi mau. Hiện tại, lập tức, ngay lập tức trở về nước. Vùng ngoại thành thủ đô Cao Ly Quốc, cửa doanh trại quân đội Hùng Quốc. Một đám binh lính Hùng Quốc đang tuần tra. Bỗng nhiên, bọn họ thấy một người đàn ông có gương mặt Á Châu, cầm thanh kiếm gãy trong tay, tiến lại gần. Trên thanh kiếm gãy kia còn điêu khắc một phần con rồng. Cực kỳ quái dị. Đứng lại. Một binh lính Hùng Quốc đi tới, dùng súng chỉ vào Diệp Bắc Minh, nơi này là doanh trại quân đội Hùng Quốc, không muốn chết thì. Còn chưa nói hết lời, Diệp Bắc Minh đã dùng một kiếm giết chết hắn. Mày! Bắn súng cho tao. Những binh lính Hùng Quốc khác đều mơ hồ, tình huống gì đây? Tạch 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 tạch, làn đạn bay tới. Phụt, kiếm của Diệp Bắc Minh quét sạch ngàn quân. Lạnh lẽo, điên cuồng, giết chóc. Anh nhanh chân tiếp tục đi về phía cổng doanh trại Hùng Quốc. Có kẻ địch tấn công. Chuẩn bị phòng ngự. Binh lính canh cửa doanh trại Hùng Quốc kinh ngạc, tập trung hỏa lực ngắm bắn Diệp Bắc Minh.
Diệp Bắc Minh như một vị tử thần, biểu cảm lạnh lùng. Xoẹt xoẹt, anh chém ra một đạo kiếm khí dài 100 mét. Một tiếng loảng xoảng vang lên, cửa doanh trại ầm ầm sụp đổ. Cửa thép mà bị anh chém như cắt giấy mỏng. Mảnh vỡ bay tứ tung, bụi mù nổi lên khắp nơi, một vết kiếm kinh khủng xuyên qua cửa doanh trại. Một số binh lính Hùng Quốc ở gần đó hoàn toàn không ngăn cản nổi kiếm khí của Diệp Bắc Minh, bị nghiền thành bột mịn. Một đám xương máu dần ngưng tụ, chui vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Hấp thu. Anh cảm thấy toàn thân dễ chịu vô cùng. Con người cũng trở nên đỏ ngầu. Long đế quyết chủ động vận chuyển. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giật mình, nhóc, ít dùng long đế quyết thôi, cẩn thận bị phản phệ khống chế. Cậu quá khát máu rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, hiện tại tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết, đám người Hùng Quốc này đều đáng chết. Cửu sư tỷ của tôi bị thương nặng, bọn họ phải dùng máu trả lại. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua kiếm Đoạn Long, hôm nay tôi với cậu cùng nhau uống no máu tươi của đám Hùng Quốc này đi. Gào! Kiếm Đoạn Long phát ra tiếng rung động, thế mà nó có thể đáp lại Diệp Bắc Minh. Giết! Diệp Bắc Minh lao vào bên trong doanh trại của người Hùng Quốc, giết đỏ cả mắt. Lúc này, trong phủ quốc chủ Cao Ly Quốc, bọn họ cũng đồng thời biết được Diệp Bắc Minh không chết. Đi ra từ trong vụ nổ hạt nhân. Nhất thời, phòng họp của phủ quốc chủ rơi vào sự yên tĩnh như chết. Quả thực khiến bọn họ hoảng sợ hơn cả tận thế. Quốc chủ Cao Ly sụi lơ trên ghế, chuẩn bị quốc thư, đầu hàng Long Quốc. Ầm ầm, trong doanh trại, lửa đạn không ngừng, không khí nổ vang. Một người đàn ông Long Quốc cầm kiếm Đoạn Long trong tay xông vào. Một kiếm chém giết hàng chục hàng trăm người, tất cả đều bị đánh thành xương máu. Thượng đế, sao ngài lại thả ma quỷ ra ngoài? Một kiếm chém đôi một chiếc xe bọc thép, làm nổ một cỗ xe tăng. Về nhà, tôi muốn về nhà. Mẹ, mẹ cứu con. Hình ảnh kinh khủng này dọa người sống sờ sờ chết khiếp. No, no. Mày không được qua đây. Binh lính Hùng Quốc vứt bỏ vũ khí, quay người chạy trối chết. Nơi nơi đều là tiếng kêu khóc. Cũng có người không biết sống chết, điên cuồng nổ súng về phía Diệp Bắc Minh. Tạch 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 tạch. Đạn bắn vào người Diệp Bắc Minh, phát ra từng tiếng keng keng keng. Một đám binh lính Hùng Quốc nổ súng đều sững sờ, Thượng Đế ơi, rốt cuộc đây là ai vậy? Một đạo kiếm khí giáng từ trên trời xuống. Đám binh lính Hùng Quốc ngẩng đầu, con người kịch liệt co rút. Ầm ầm. Đám người nổ tung, hóa thành xương máu. Diệp Bắc Minh một đường càn quét, không ai có thể ngăn cản. Đây là bộ đội tinh nhuệ đứng đầu của Hùng Quốc, giờ phút này bọn họ lại trở thành con kiến nhỏ bé, bị Diệp Bắc Minh giết chóc. Chỉ vẻn vẹn 10 phút. Diệp Bắc Minh quét ngang hết thảy, đi vào phủ tướng quân tại chỗ sâu nhất của doanh trại. Những quân quan này hoàn toàn không kịp chạy ra khỏi phủ tướng quân, nhìn thấy Diệp Bắc Minh cầm kiếm đi tới, bọn họ bị dọa nằm sụi lơ trên mặt đất. Cảnh tượng Diệp Bắc Minh giết vào tận bên trong doanh trại, bọn họ đã thấy được hết qua camera giám sát. Cậu ta không phải là người, mà là sát thần bước ra từ địa ngục. Diệp Bắc Minh đảo mắt nhìn qua đám người, là ai ra lệnh thả bom nguyên tử? Một nữ sĩ quan bò ra ngoài, là tướng quân Ersep. Ông ta đã chạy, từ 15 phút trước. Máy bay, về Hùng Quốc. Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, ai biết lái máy bay? Một đám nam sĩ quan ở đó ào ào cúi đầu. Không ai nói chuyện. Cũng không dám nhìn vào mắt Diệp Bắc Minh. Nữ sĩ quan kia mở miệng, vị thân sĩ này, tôi biết lái. Trong lòng mọi người phỉ nhổ. Mẹ nó còn thân sĩ. Đây là ma quỷ. Diệp Bắc Minh gật đầu, lái máy bay của các người mang tôi đi Hùng Quốc. Hả? Nữ sĩ quan ngây người. Hử. Một ánh mắt lạnh lẽo liếc tới. Nữ sĩ quan bị dọa run rẩy, rõ. Diệp Bắc Minh xoay người rời đi, cô ta vội vàng đuổi theo. Sĩ quan Hùng Quốc khác thở phào, Thượng Đế, chúng ta không sao. Cậu ta thả chúng ta. Ma quỷ, đây chính là một ma quỷ. Người Long Quốc đáng chết. Sau khi về nước, tao nhất định phải kiện Long Quốc lên tòa án quốc tế. Những quân quan này tức giận gào thét. Bỗng nhiên. Một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đánh cho toàn bộ phủ tướng quân thành đống đổ nát. Mọi âm thanh im bặt. Nữ sĩ quan đứng bên ngoài phủ tướng quân bị dọa sợ, ngã ngồi xuống đất.
Diệp Bắc Minh nhìn về phía bờ bên kia Thái Bình Dương, trốn về Hùng Quốc. Ha ha! Suýt chút nữa giết tao và cửu sư tỷ, mày cho rằng trốn về nước là sẽ không phải chết. Nữ sĩ quan lái máy bay cất cánh, đi về phía Hùng Quốc. Trong buồng lái, Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói, có thể đuổi kịp được Osep không? Nữ sĩ quan run rẩy, các hạ Diệp Bắc Minh tôn kính, máy bay của tướng quân Osep có 8 động cơ, vô cùng tân tiến. Loại tôi lái là máy bay vận chuyển, muốn đuổi kịp ông ta cũng rất khó. Diệp Bắc Minh nói, vậy thì theo ở phía sau. Dù ông ta đi đâu cũng phải đi theo. Máy bay thường có thời gian hạ cánh. Rõ. Nữ sĩ quan thở phào nhẹ nhõm, Diệp Bắc Minh không có ý giết cô ta. Sau đó, mắt lén nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh ngồi xếp bằng trong buồng lái. Uống mấy viên đan tụ lực, khôi phục nội lực. Nữ sĩ quan trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc đây là dạng đàn ông gì vậy? Một người Long Quốc mà có sức mạnh này, quả đúng là đáng sợ. Tướng quân Osep, xin lỗi, chúc ông may mắn. Long Đô, trong một trang viên bí ẩn nào đó. Một người đàn ông chạy tới, lão gia, Cao Ly Quốc có tin tức truyền về. Lão giả trong sân chính là Cửu Thiên Tuế. Cửu Thiên Tuế nhìn người đàn ông chạy tới, sao hả, Diệp Bắc Minh chết chưa hả? Người đàn ông trả lời, Cửu Thiên Tuế, Diệp Bắc Minh chẳng những không chết, ngược lại còn giết Hùng Vương và Lôi Thần. Hả? Sắc mặt Cửu Thiên Tuế khẽ thay đổi. Tập đoàn Lý Thị của Cao Ly Quốc chết hết. Cửu Thiên Tuế có chút bất ngờ, ồ. Người đàn ông tiếp tục nói, tướng quân Osep của Hùng Quốc sử dụng bom nguyên tử, san phẳng khu công nghiệp của tập đoàn Lý Thị. Diệp Bắc Minh lại còn chưa chết. Sau khi hắn đi từ trong vụ nổ hạt nhân ra, tiện vào quân đoàn chục ngàn người Hùng Quốc ở Cao Ly. Quân đoàn chục ngàn người bị một mình Diệp Bắc Minh giết gần như không còn. Tướng quân Osep chạy về phía Hùng Quốc, Diệp Bắc Minh ép buộc một chiếc máy bay vận chuyển để đuổi giết. Mỗi một câu nói, đều kinh hồn bạt vía, khiến tim người ta liên tục co thắt lại. Lời cuối cùng vừa dứt. Cái gì? Cửu Thiên Tuế thiếu chút bật nhảy lên, mặt đầy khiếp sợ. Với lòng dạ của ông ta thì không thể nào bình tĩnh nổi. Ông ta run rẩy tại chỗ, sắc mặt vô cùng khó coi. Một hồi lâu mới mở miệng nói, ông chắc chắn chưa? Sâu trong đáy mắt Cửu Thiên Tuế tràn đầy vẻ khiếp sợ. Càn quét quân đoàn Hùng Quốc, giết Hùng Vương, giết Lôi Thần, bom nguyên tử đánh không chết. Nào có thể không khiến người khác khiếp sợ được? Người đàn ông trả lời, Cửu Thiên Tuế, mỗi chữ đều là thật. Cửu Thiên Tuế chắp hai tay sau lưng, rất nhanh đã khôi phục được tâm tình đang khiếp sợ. Ông ta không ngừng đi tới đi lui. Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, con trai của người phụ nữ kia quả nhiên tràn đầy biến thiên. Thế mà cũng không chết, sao có thể? Đây là người sao? Sắc mặt Cửu Thiên Tuế thay đổi không ngừng. Một lát sau, ông ta thở dài một hơi, liên lạc người đó cho tôi, lần này không thể để lại đường lui nữa. Máy bay rời khỏi Cao Ly Quốc, tiến vào bầu trời Thái Bình Dương. Osep ngồi trong khoang máy bay, thở phào nhẹ nhõm, phù, Diệp Bắc Minh này là quái vật sao? Quả thật quá đáng sợ, nếu không phải mình chạy nhanh, e rằng sẽ phải đi gặp Thượng Đế mất. Osep cúi đầu nhìn màn hình điện tử. Trong hình chính là Diệp Bắc Minh tiến vào quân doanh. Khóe miệng ông ta co quắp, đáng tiếc, 10.000 tinh binh chết vô nghĩa. Bỗng nhiên, một quan chỉ huy sợ hãi xông vào, tướng quân, có một chiếc máy bay vận chuyển của chúng ta đang đi theo phía sau. Cái gì? Osep cảm giác không đúng, xảy ra chuyện gì thế? Máy bay vận chuyển của phía chúng ta? Không ổn, là Diệp Bắc Minh. Osep xông về màn hình hiển thị radar phía trước, nhìn thấy chiếc máy bay vận chuyển đi theo xa xa. Ông ta quát lớn một tiếng, tăng tốc độ, hất hắn ra cho tôi. Quan chỉ huy lắc đầu. Không được đâu tướng quân. Ông dám cãi lệnh. Osep móc ra một cây súng lục, chĩa vào đỉnh đầu của quan chỉ huy, có tin tôi đập chết ông không? Quan chỉ huy cười khổ một tiếng, tướng quân, về nước rồi hắn đập chết tôi. Máy bay của chúng ta dựa theo tốc độ hiện tại để bay, chắc hẳn sắp về Hùng Quốc rồi. Nếu tăng tốc, dầu trên máy bay không đủ. Sắc mặt Osep trầm xuống, Diệp Bắc Minh đuổi kịp thì sao? Nếu như hắn bắn đạn đại bác thì phải làm thế nào? Quan chỉ huy mỉm cười, ông yên tâm, tốc độ của máy bay vận chuyển chắc chắn không đuổi kịp chúng ta. Hơn nữa,
máy bay vận chuyển không có vũ khí đâu. Joseph thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi thu hồi súng lục, vậy cứ để hắn đi theo đi. Nếu thật sự dám vào trong biên giới Hùng Quốc, để cho máy bay chiến đấu Lôi Long đánh rất hắn. Máy bay của Joseph bay phía trước, Diệp Bắc Minh theo ở phía sau. Qua khoảng 15 tiếng đồng hồ. Trong khoang lái máy bay vận chuyển, nữ sĩ quan nói, các hạ Diệp Bắc Minh, tôi phải nhắc nhở anh, còn 300 km nữa sẽ tiến vào lãnh thổ Hùng Quốc. Phạm vi đó cũng là phạm vi xa nhất mà máy bay chiến đấu Lôi Long Hùng Quốc có thể rời khỏi lục địa. Tướng quân Joseph nhất định sẽ bảo máy bay chiến đấu Lôi Long đánh rơi chúng ta. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn cô ta, cô sợ chết. Sắc mặt nữ sĩ quan trắng bệch, các hạ Diệp Bắc Minh, tôi tên là Hathaway, năm nay mới 24 tuổi. Tôi không muốn chết, thật sự không muốn chết. Từ năm 18 tuổi tôi đã nhập ngũ, vẫn luôn ở trong quân doanh. Ngay cả yêu tôi cũng chưa từng trải qua, chưa hề hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp, tôi thật sự không muốn chết. Diệp Bắc Minh nhìn Hathaway, cô không chết đâu, cứ tiếp tục tiến về phía trước. Nhắm mắt lại, nữ sĩ quan Hathaway mặt đầy tuyệt vọng. Chỉ đành nghe theo mệnh trời. Lúc này, Joseph nhìn màn hình radar, ngu xuẩn, quá là ngu xuẩn. Theo tao vào tận trong biên giới Hùng Quốc, không biết sống chết. Máy bay chiến đấu Lôi Long chuẩn bị xong chưa? Quan chỉ huy khẽ mỉm cười, tướng quân Joseph tôn kính, tướng quân Mayer đã chuẩn bị xong, tổng cộng 100 chiếc máy bay chiến đấu Lôi Long đã bay lên không trung. Chỉ cần Diệp Bắc Minh tiến vào phạm vi công kích, chắc chắn sẽ làm nó không có đường về. Máy bay chiến đấu Lôi Long là loại máy bay chiến đấu tân tiến nhất Hùng Quốc. Dù là tốc độ, hủy lực, tuổi thọ hay tính linh hoạt, tất cả đều dẫn đầu thế giới. Joseph cầm ly rượu vang trong tay, hung hãn uống ực một hớp, Diệp Bắc Minh, mày còn dám đuổi theo, tao đảm bảo hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày. Nửa tiếng sau, máy bay của tướng quân Joseph tiến vào trong biên giới Hùng Quốc. 5 phút sau, Diệp Bắc Minh ngồi trên máy bay vận chuyển cũng tiến vào bên trong biên giới Hùng Quốc. Joseph nhìn chằm chằm vào radar, vào rồi, ha 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 ha. Đồ ngu, đừng gấp mà. Đợi thêm 5 phút. 5 phút trôi qua, phía trước không trung đột nhiên xuất hiện hình ảnh đen nghịt. Đùng đoàng. Tiếng nổ động cơ vang dội, 100 chiếc máy bay chiến đấu Lôi Long xuất hiện trong tầm mắt. Tút tút tút. Điện thoại chỗ Joseph đang ngồi vang lên, ông ta lập tức nghe, Mayer, bạn cũ của tôi, cuối cùng ông cũng đã đến rồi. Tướng quân Mayer cười nói, Joseph ông lại bị một người Long Quốc đánh đến mức trốn như chuột, ha 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 ha. Joseph nghiêm mặt, giỏi lắm lão già, đừng giễu cợt tôi. Đánh rơi máy bay vận chuyển đằng sau, buổi tối tôi mời ông ăn cơm ở khách sạn hàng đầu thủ đô. Ha 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 ha, không thành vấn đề. Mayer cười lớn, ông cứ chờ xem kịch hay đi. Cẩn thận, thằng nhãi này, Joseph còn đang muốn nói tiếp, alo alo alo, Mayer, ông nghe tôi nói này, thằng nhãi này rất khủng khiếp. Alo alo alo, tướng quân Mayer đã cúp điện thoại. Mặt ông ta nở nụ cười lạnh lẽo, phong tỏa chiếc máy bay vận chuyển kia, đánh rơi hắn. Tuân lệnh. Máy bay chiến đấu Lôi Long bay tới, vô cùng mang tính chèn ép. Mặt đẹp của nữ sĩ quan Hathaway trắng bệch, các hạ Diệp Bắc Minh, chúng ta chết chắc rồi. Máy bay chiến đấu Lôi Long đã đến. Ánh mắt Diệp Bắc Minh nghiêm lại, nhìn về phía trước, hạ tốc độ xuống, mở khoang máy bay. Anh muốn làm gì? Hathaway sững sờ. Diệp Bắc Minh chẳng buồn giải thích, ánh mắt lạnh lẽo quét qua. Cơ thể Hathaway run rẩy, mở khoang máy bay vận chuyển ra. Gió lớn thổi vào, Diệp Bắc Minh bước ra khoang máy bay. A! À, Hathaway hét lên, nhảy xuống sao? Giây tiếp theo. Đỉnh máy bay vận chuyển truyền đến tiếng động. Hathaway vội vàng mở camera trên đỉnh máy bay, không nhịn được ngây người. Diệp Bắc Minh đứng trên đỉnh máy bay vận chuyển. Gió lớn thổi tới, anh như tảng đá, không thể rung chuyển. Một thanh kiếm gãy xuất hiện trong tay anh. Đón gió gào thét. Máy bay chiến đấu Lôi Long thứ nhất bay tới. Khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên độ cong, bắt đầu thú vị. Kiếm lên. Máy bay rơi. Chiếc thứ nhất. Giây tiếp theo. Diệp Bắc Minh đột nhiên nhảy lên, trực tiếp xông vào trong đám máy bay chiến đấu Lôi Long. Phi công máy bay chiến đấu Lôi Long cũng sợ choáng váng, con mẹ nó đây là tình huống gì thế?
Hathaway thân thể run rẩy, cả người ngây ngẩn. Chố mắt nghẹn họng. Diệp Bắc Minh không chờ những phi công kia phản ứng, thuật đằng không và phù quang lược ảnh kết hợp, xuất hiện trong đám máy bay chiến đấu. Xích! Một đường kiếm khí xông lên trời. Những chiếc máy bay chiến đấu kia vốn không cản được một kiếm của Diệp Bắc Minh, lập tức nổ tung. 100 chiếc máy bay lôi long trong nháy mắt nổ 30 mấy chiếc. Diệp Bắc Minh tiếp tục ra tay, vốn không cho bọn họ cơ hội. Anh ở trên không trung còn linh hoạt hơn máy bay chiến đấu lôi long. Trong 5 phút ngắn ngủi, 100 chiếc máy bay lôi long bị anh đánh nổ, quả thật giống như thần thoại. Ánh lửa đầy trời. Ầm. Một tiếng vang. Diệp Bắc Minh lại một lần nữa đáp xuống máy bay vận chuyển, giọng nói xuyên qua khoang máy bay, mở cửa. Hathaway không dám thở ơ, lập tức mở cửa khoang. Diệp Bắc Minh chậm rãi đi tới, tiếp tục truy kích. Mặt đẹp Hathaway trắng bệch, rõ. Cái này, máy bay chiến đấu lôi long của mình đều bị đánh nổ hết. Toàn thân tướng quân Meyer run rẩy. Điện thoại kết nối với tướng quân Ersep, tên khốn Ersep, rốt cuộc ông đã chọc phải tồn tại gì đấy. Ersep nhìn radar, Meyer, quay về tôi sẽ giải thích với ông, vừa rồi tôi muốn nói với ông. Ông đừng để máy bay chiến đấu lôi long xông tới, nên để họ công kích từ xa. Được rồi, không nói với ông nữa, Diệp Bắc Minh đuổi giết đến rồi. Cúp điện thoại. Sắc mặt Ersep liên tục thay đổi, Diệp Bắc Minh, máy bay chiến đấu lôi long không làm gì nổi mày, mày dám theo tao đến Hùng Quốc sao? Nếu mày dám đuổi tiếp, tao sẽ cho mày hết đường về. Ersep lập tức tiến vào vùng biển phía tây Hùng Quốc. Ông ta đặc biệt lựa chọn một khu quân sự. Còn thông báo trước với chính phủ, để bọn họ ngăn chặn Diệp Bắc Minh. Nửa giờ sau, ven bờ biển xuất hiện trước mắt, Hathaway có chút lo lắng, các hạ Diệp Bắc Minh, phía trước chính là Hùng Quốc, anh chắc chắn vẫn còn muốn tiến về phía trước không? Diệp Bắc Minh phun ra một câu, tiếp tục tiến về trước. Hôm nay không giết Ersep, anh thề không quay đầu. Thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật. Thời khắc máy bay vận chuyển đến gần bờ biển phía tây. Mấy chục tên lửa từ mặt đất bắn về phía máy bay vận chuyển. Hathaway run rẩy mở miệng, các hạ Diệp Bắc Minh, đó là tên lửa Patriot, tên lửa theo dõi kinh khủng nhất. Chúng ta sẽ bị đánh rơi. Mở cửa khoang. Cửa khoang mở, Diệp Bắc Minh đi tới đỉnh máy bay vận chuyển. Tay anh cầm kiếm đoạn long, nhìn về phía tên lửa Patriot. Giọng nói tháp càn khôn chấn ngục truyền tới, nhóc con, không cần phải lãng phí nội lực, dùng đá lôi minh. Đá lôi minh. Diệp Bắc Minh sững sờ. Tháp càn khôn chấn ngục cười nói, đúng vậy, đá lôi minh có thể mở ra sấm sét. Cậu dùng nội lực, có thể điều khiển sấm sét. Không cần gì phải tiêu hao nội lực. Ồ, Diệp Bắc Minh sáng bừng. Dựa theo cách tháp càn khôn chấn ngục dạy anh. Hai tay nắm chặt hư không, hai khối đá lôi minh xuất hiện trong tay. Nội lực rót vào đá lôi minh, giữa cổ tay lóe lên lôi quang. Đoàng. Diệp Bắc Minh dùng hai khối đá lôi minh đụng vào nhau, phát ra tiếng vù vù của sấm sét. Bùm. Đột nhiên, anh dùng chút lực, hai khối đá lôi minh hung hãn đập vào nhau. Một đường tia chớp khủng khiếp từ tầng mây rơi xuống, đánh nổ toàn bộ tên lửa Patriot. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, đá lôi minh, đồ tốt. Tháp càn khôn chấn ngục nhàn nhạt trả lời, cậu dùng tiết kiệm chút, lực sấm sét trong đá lôi minh có hạn. Một khi tiêu hao hết sạch lực sấm sét thì sẽ hóa thành hòn đá bình thường. Diệp Bắc Minh gật đầu, được, tôi biết. Hathaway đang lái máy bay vận chuyển liền ngây người. Cô ta biết sấm sét vừa xuất hiện đột ngột kia nhất định là do Diệp Bắc Minh làm. Rốt cuộc anh ta là ai? Thượng đế ơi! Hathaway hoảng sợ không khép được miệng, cũng không dám thở ơ, điều khiển máy bay vận chuyển tiếp tục đuổi theo. Ersep vốn muốn cho máy bay hạ xuống. Khi phát hiện tên lửa Patriot không thể nào làm gì được Diệp Bắc Minh, ông ta hoàn toàn luống cuống. Mấy trăm năm qua, lãnh thổ Hùng Quốc chưa từng có người xâm lăng, Diệp Bắc Minh dựa vào đâu, Ersep tức giận không ngừng dậm chân, đáng chết, Diệp Bắc Minh đáng chết. Tướng quân, làm sao đây? Hắn lại đuổi tới. Có người hô lên. Ersep từ trong giận dữ hồi phục lại, đi thủ đô cho tôi phải đi gặp các hạ tổng thống. Tôi không tin Diệp Bắc Minh dám xông vào thủ đô Hùng Quốc chúng ta. Máy bay vội vã rời đi. Diệp Bắc Minh bình thản đứng trên đỉnh máy bay vận chuyển.
trên đường đều có tên lửa Patriot tấn công tới. Hừm. Diệp Bắc Minh hừ lạnh. Đá lôi minh va chạm, hết đường sấm này đến đường sấm khác giáng xuống. Căn cứ quân sự phía dưới giống như gặp phải tận thế. Hóa thành một vùng đất khô cằn. Máy bay vận chuyển đi qua an toàn, cứ thế đuổi theo. Dọc theo đường đi liên tục có máy bay chiến đấu của Hùng Quốc ngăn cản. Dưới đá lôi thạch đều hóa thành bụi. Năng lượng đá lôi minh cấp tốc giáng xuống, Diệp Bắc Minh cũng dần dần đi vào lãnh thổ Hùng Quốc. Lúc này, thủ đô Hùng Quốc, bên trong hạ nghị viện, Tổng thống Hùng Quốc nghe báo cáo giống như nghe kể chuyện vậy. Diệp Bắc Minh đuổi giết tướng quân Osep từ vùng biển phía Tây, bây giờ đã sắp đến gần thủ đô, Tổng thống Hùng Quốc mặt đầy bất ngờ. Bất chợt, ông ta liếc nhìn bản báo cáo trong tay. Chân mày nhướng mạnh. Mau, bảo nguyên lão hạ nghị viện tất cả tập hợp, cho mở cuộc họp khẩn cấp. Tiến vào trạng thái thời chiến. Còi báo động vang lên trong hạ nghị viện. Người đi đi lại lại trên hành lang, các ban ngành đều bắt đầu vận hành. Vô số đặc công liên bang đều canh giữ bốn phương tám hướng hạ nghị viện. Rất nhiều người lần đầu tiên nghe nói đến cái tên xa lạ, Diệp Bắc Minh, này. Khi sắp đến gần thủ đô Hùng Quốc, đá lôi minh cuối cùng đã mất phản ứng, hoàn toàn tắt hẳn. Sứ mệnh của mày đã hoàn thành. Diệp Bắc Minh thu hồi đá lôi thạch. Ánh mắt đông lại, nhìn về phía trước thủ đô Hùng Quốc. Ơ sếp, ông tưởng rằng có người sẽ giữ được mạng của ông sao? Lúc này, Osep ngồi máy bay, dừng bên ngoài quan sát hội trường rộng rãi của Hạ nghị viện Hùng Quốc. Sau khi ông ta xuống máy bay, quay đầu nhìn, Diệp Bắc Minh ngồi máy bay vận chuyển đã sắp đến bầu trời của Hạ nghị viện. Nhanh vậy sao, lực lượng phòng không của chúng ta là giấy dán ư? Osep ngây người. Ông ta điên cuồng xông về phía Hạ nghị viện, hét lớn, các hạ tổng thống, cứu tôi, mau cứu tôi. Diệp Bắc Minh hắn điên rồi. Người Long Quốc này điên rồi. Biết được động tĩnh bên ngoài. Tổng thống Hùng Quốc và một đám nghị viên hạ nghị viện đều đi ra từ cửa lớn quốc hội. Bọn họ kinh ngạc nhìn Osep. Vị thượng tướng năm sao của Hùng Quốc này được gọi là tướng quân bách chiến bách thắng. Lúc này trông vô cùng nhếch nhác, lăn một vòng từ dưới bậc thang xông đến, các hạ tổng thống, cứu tôi. Bỗng nhiên, một bóng dáng đen từ trên trời hạ xuống. Giống như một viên đạn đại bác rơi vào người Osep. Bậc thang bằng đá hoa cương bị Diệp Bắc Minh dùng một cước đạp nổ. Osep bị đợt khí nổ tung đá bay ra ngoài, ngã trên đất. Ông ta vừa định bò dậy. Mỗi cước giẫm vào ngực ông ta, đồng thời dẫn đến giọng nói như thần chết của Diệp Bắc Minh, chính ông hạ lệnh đánh bom nguyên tử, để cửu sư tỷ của tôi bị thương, phân tán tu vi đúng không? Giọng nói của Diệp Bắc Minh giống như đến từ địa ngục. Tản mát ra cái lạnh thấu xương. Mày! Osep nằm trên đất, nghẹt thở. Ông ta hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh, run giọng nói, Diệp Bắc Minh, nơi này là Hùng Quốc, mày điên rồi sao? Osep bị dọa sợ gần chết. Đây là một người điên. Thật sự là một tên vô cùng điên khùng. Từ Cao Ly Quốc đuổi giết đến Hùng Quốc thì cũng thôi đi, lại còn dám xông vào thủ đô Hùng Quốc. Diệp Bắc Minh, mày biết đây là đâu không? Một giọng nói uy nghiêm truyền tới. Cuối bậc thang có một người đang đứng. Người đứng đầu Hùng Quốc. Một tiếng quát lạnh, thả tướng quân Osep ra. Diệp Bắc Minh đến nhìn cũng không thèm nhìn. Giây tiếp theo. Nhấc chân. Trong con ngươi màu xanh của tướng quân Osep phản chiếu đế giày của Diệp Bắc Minh. Giọng ông ta run rẩy, Diệp Bắc Minh, mày muốn làm gì? Một tiếng vang thật lớn trả lời Osep. Đầu ông ta nổ tung giống quả dưa hấu. Diệp Bắc Minh ở ngay trước mặt người đứng đầu Hùng Quốc, còn có cả mấy trăm tầng lớp cấp cao Hùng Quốc, ngay tại bậc thang trước cửa lớn hạ nghị viện Hùng Quốc. Một cước giết chết gấu nước một vị thượng tướng năm sao của nước này. Hiện trường tràn đầy máu tanh, khiến cho hô hấp của tất cả mọi người đều dừng lại. Mẹ kiếp! Lúc này, trái tim rất nhiều người cũng bị dọa sợ đến mức sắp nổ tung. Soạt, soạt soạt. Soạt, trong nháy mắt, vô số đặc công lao tới. Mấy ngàn họng súng nhắm ngay vào Diệp Bắc Minh, chỉ cần người đứng đầu Hùng Quốc hạ lệnh, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Trong im lặng, giọng nói lạnh băng của Diệp Bắc Minh truyền ra, ai dám bắn một viên đạn, quốc chủ và tất cả tầng lớp cấp cao của Hùng Quốc đều phải chết. Không tin, các người có thể thử. Giọng nói lạnh như băng. Vô tình,
không mang theo một chút cảm xúc nào. Chỉ có lạnh lùng vô tận, giống như giọng nói này vốn không phải do con người phát ra. Thậm chí mọi người cũng không có nghe được bất kỳ ý tứ uy hiếp nào, anh giống như đang trần thuật một sự thật. Mày! Người đứng đầu Hùng Quốc kinh hãi, ông ta có chút không tin được, nhưng cũng không dám đánh cược. Hít sâu một hơi, Diệp Bắc Minh, mày giết tướng quân Acep, chúng ta còn chưa xong đâu. Diệp Bắc Minh cười, chưa xong. Soạt! Diệp Bắc Minh đột nhiên ra đây, một kiếm chém ra. Kiếm khí khủng khiếp cuốn tới, xoẹt qua người đứng đầu Hùng Quốc, một tiếng, đùng đoàng, chém vào cửa lớn Hạ Nghị Viện Hùng Quốc. Ầm! Cửa Hạ Nghị Viện nổ tung, trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt hỏi, bây giờ đã xong chưa? Toàn thân người đứng đầu Hùng Quốc ướt đẫm mồ hôi, cho dù trong lòng căm hận ngút trời cũng chỉ có thể nén xuống. Cuối cùng phun ra hai chữ, xong rồi. Ha 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 ha! Diệp Bắc Minh cười to. Một bước bay lên không, trực tiếp rời đi. Cực kỳ phách lối. Toàn thể tầng lớp cấp cao Hùng Quốc không một ai dám ngăn cản. Hathaway nhìn thấy Diệp Bắc Minh quay lại, toàn thân đã sớm hoảng sợ run rẩy, quỳ xuống đất. Anh Diệp, thực lực võ đạo của anh quả thật như thần vậy. Tất cả những gì vừa xảy ra cô ta đều nhìn thấy toàn bộ. Diệp Bắc Minh mặt đầy bình tĩnh, phiền cô đưa tôi về nước. Hathaway kích động liên tục gật đầu, được, anh Diệp. Đêm cùng ngày, Diệp Bắc Minh quay về Long Đô, chạy thẳng tới chỗ ở của bát sư tỷ Lục Tuyết Kỳ, cửu sư tỷ Trị Thương ở đây. Mấy người thấy Diệp Bắc Minh trở lại, tất cả đều ra nghênh đón. Vương Như Yên mặt đầy lo lắng, tiểu sư đệ, em đi đâu? Các chị lo gần chết. Diệp Bắc Minh giải thích, em đi Hùng Quốc một chuyến, giết Acep. Acep, chân mày Liễu Như Khanh nhướng lên, kinh ngạc nói, thượng tướng năm sao Hùng Quốc Acep. Người được xưng là chiến thần bất bại đã bị em giết. Đúng vậy. Diệp Bắc Minh gật đầu, Acep chạy tới thủ đô của Hùng Quốc, đáng tiếc vô dụng, bị em giết chết ở cửa lớn Hạ Nghị Viện Hùng Quốc. Giết. Mấy sư tỷ ngược lại hít một hơi lạnh, chấn động nhìn Diệp Bắc Minh. Lục Tuyết Kỳ nuốt nước miếng, tiểu sư đệ, em quá điên cuồng rồi. Vương Như Yên lập tức xông lên, kiểm tra cơ thể Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, em không sao chứ. Dò xét một hồi, tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì, ngoài dáng vẻ có chút mệt mỏi thì không bị thương chút nào. Vương Như Yên thở phào nhẹ nhõm, quốc lực của Hùng Quốc rất khủng khiếp, tiểu sư đệ lại có thể xông đến thủ đô Hùng Quốc, đúng là chuyện lạ. Là Hùng Quốc quá tự đại rồi, hơn nữa tiểu sư đệ áp dụng đánh chớp nhoáng, tốc độ quá nhanh, Hùng Quốc vốn không ngờ đến, Liễu Như Khanh lại nghiêm túc lắc đầu. Cô ấy tiếp tục nói, một mình tiểu sư đệ có thể thần tốc tiến thẳng vào. Nếu như là quân đội xông vào Hùng Quốc, chắc chắn không đơn giản như vậy. Tiểu sư đệ xông tới, Hùng Quốc không kịp trở tay, hành động này tuyệt đối không thể làm lại. Lục Tuyết Kỳ gật đầu, võ giả mạnh ở Hùng Quốc hơn phân nửa đã đi đến núi Trúng Sơn, không ở trong nước. Nếu như có bọn họ ở đó, e rằng tiểu sư đệ sẽ rất nguy hiểm. Vương Như Yên cũng cảm thấy sợ hãi. Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười, ba vị sư tỷ, trước tiên em đi thăm cửu sư tỷ. Được. Ba người gật đầu. Dẫn Diệp Bắc Minh vào một căn phòng. Cửu sư tỷ nằm ở trên giường, khí tức vô cùng yếu ớt. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng công lực toàn thân đều mất hết. Cộng thêm sóng xung kích của bom nguyên tử, gân mạch của cửu sư tỷ bị tổn thương, mặc dù quỷ môn thập tam châm đã nối được gân mạch của cô ấy. Nhưng không thể nào thay đổi sự thật gân mạch đã trở nên yếu ớt. Đồng thời, đan điền của cửu sư tỷ cũng bị hư hại, không thể nào ngưng tụ nội lực. Tu vi toàn thân đều bị phế. Diệp Bắc Minh kiểm tra xong tình hình của cửu sư tỷ, mắt đỏ bừng, cửu sư tỷ, đều phải trách em. Hoàng hậu Hồng Đào nở nụ cười, chị vốn chỉ chơi với hacker máy tính, có công lực hay không cũng không cần thiết. Tiểu sư để em không sao là được. Thôi thì về sau chị không tập võ nữa. Các chị em bảo vệ chị là được rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 17.